Okay. Okay. Xin chào các anh chị và các bạn đã tham dự buổi tọa đàm ngày hôm nay. Tọa đàm với chủ đề là cách cứu giúp nhiều sinh mạng mỗi ngày. Thì mình là Hường, hiện nay đang công tác ở Tổ chức Động vật Châu Á và sẽ là người điều phối của buổi tọa đàm ngày hôm nay ạ. Thì hiện nay có một số lượng lớn lợn, bò, gà, cá mà chúng ta gọi chung đó là động vật trang trại. Thì đang bị giết và làm thịt để phục vụ cho những cái nhu cầu của con người. Tuy nhiên là mỗi một cái cá thể đó đều có những cái nhận thức và những cái cảm xúc riêng. Tuy nhiên trong cái môi trường nuôi nhốt như vậy thì chúng không được quan tâm đến phúc lợi cũng như là những cái nhu cầu để thực hiện những cái hành vi tối thiểu của loài. Thì như hôm nay là nhân ngày động vật trang trại châu Á, ngày 10 tháng 10 thì Tổ chức Động vật Châu Á có kết hợp cùng với Sống Thuần Chay, VeganQ và Tổ chức Nhân đạo Quốc tế Human Society International tổ chức lên buổi tọa đàm ngày hôm nay. Thì trước khi bắt đầu thì mình xin phép được giới thiệu các vị diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên là anh Nguyễn Tam Thanh, anh là quản lý của phòng phúc lợi động vật của Tổ chức Động vật Châu Á. Thứ hai là chị Bùi Ngọc Quỳnh, chị là founder của của VeganQ, Quỳnh Ăn Chay. Thứ ba đó là anh Scott Green, là founder của Sống Thuần Chay. Chị Trang đến từ Tổ chức Nhân đạo Quốc tế, Tổ chức Nhân đạo Quốc tế. Thì trước khi bắt đầu thì em xin mời mọi người giới thiệu qua một chút về mình nhé. Được không ạ, anh Cường Thân? Chào các bạn ạ, mình là Thanh, hiện tại đang công tác tại Phòng Phúc lợi Động vật, Tổ chức Động vật Châu Á. Mình đã làm việc với Tổ chức Động vật Châu Á tới nay là hơn 11 năm rồi. Và mình phụ trách phòng phúc lợi động vật thì được 8 năm. Thì các hoạt động của bên mình bao gồm quảng bá các cái thông tin tới mọi người về phúc lợi động vật, cũng như là các cái cách thức để mọi người có thể thay đổi trong quan điểm và hành vi của mình để hướng tới cái lối đối xử nhân đạo hơn đối với tất cả các loài động vật. Xin rất là vui khi được giao lưu với các bạn ngày hôm nay ạ. Tiếp theo xin mời chị Quỳnh ạ. Chào mọi người, mình là Ngọc Quỳnh. Mình sáng lập ra trang VeganQ, Quỳnh Ăn Chay, để lan tỏa về lối sống thân thực vật cho mọi người. Đồng thời mình cũng là tác giả của cuốn sách 30 phút ăn chay vừa mới ra mắt. Và thực sự khi mà bắt đầu thì mình cũng chỉ là một người bình thường tìm hiểu về việc ăn chay. Và sau đó thì mình nhận thấy những lợi ích thực sự tuyệt vời của việc ăn chay đối với sức khỏe, động vật và môi trường. Và sau đấy thì mình cũng bắt đầu cái hành trình lan tỏa này. Và ngày hôm nay cũng rất vui vì được tham gia chương trình và sẽ chia sẻ cho các bạn về hành trình của mình. Cảm ơn chị. Tiếp theo là Isabel Scott. Hi Scott. Hi. Thank you for joining us today. Can you briefly introduce yourself and your organization in Vietnamese? Hi Scott, don't forget to unmute. There we go. Is that it? Is that working? Yes. Yeah, sorry. So yeah, I didn't prepare anything in Vietnamese, but it's in the video. You'll see in there. You hear me okay? Yes. Ah, okay, yeah. Sorry. Thì chúng ta có một vị diễn giả nữa, đó là chị Trang đến từ Tổ chức Nhân đạo Quốc tế. Tuy nhiên thì lý do lệch múi giờ nên là chị không thể tham dự trực tiếp vào buổi live ngày hôm nay. Tuy nhiên là chị cũng gửi video đến cho bọn mình rồi, thì một chút nữa mình sẽ phát lên cho mọi người xem. Thì trước khi bắt đầu buổi tọa đàm ngày hôm nay thì mình xin nhắc một chút, đó là nếu như các bạn có câu hỏi gì thì các bạn có thể đặt trong phần bốc chat để các bạn hỗ trợ kỹ thuật bên mình có thể tổng hợp lại câu hỏi. Thứ hai đó là trong lúc sự kiện diễn ra thì các bạn hãy không bật mic lên để không ảnh hưởng đến
các bạn khác ở ngay Đà Nẵng. Và bây giờ em sẽ mời anh Thanh chia sẻ đầu tiên nhé. Xin mời anh. À, mọi người có nhìn thấy màn hình của mình không ạ? Có ạ. Ok, good. À, xin chào mọi người. Như Hường đã giới thiệu thì mình tên là Thanh và đã giới thiệu trong phần đầu chương trình thì mình tên là tôi là Thanh, là nhân viên của Tổ chức Động vật Châu Á. Thì trong tôi cũng rất vinh dự được tham gia cái buổi tọa đàm ngày hôm nay với sự góp mặt của rất là nhiều đại biểu từ các NGO và các tổ chức hiện tại đang hoạt động rất là mạnh tại Việt Nam nhằm quảng bá tới mọi người những cái thông tin rất là quan trọng và đầy đủ về các cái dinh dưỡng thuần chay hoặc là các cái hoạt động mà mọi người có thể tìm hiểu và thay đổi được để có cái lối sống nhân đạo hơn đối với động vật. Thì đây là những mục tiêu mà nó rất gắn liền gần gũi với các cái phương pháp anh hình như anh Thanh đã mãi anh Thanh có vấn đề hay sao ấy. Nếu thế thì lúc trong thời gian đợi anh Thanh thì mình sẽ chiếu video của anh Scott lên trước nhá. Các bạn đợi mình một chút nha. Quý vị thân mến, Kim Cúc đang có mặt tại The Joy Factory, là một không gian mà các thành viên của tổ chức Sống Thuần Chay vẫn thường hay gặp gỡ và sinh hoạt. Và ngồi kế bên Kim Cúc lúc này là anh Scott Green, người đã sáng lập ra tổ chức Sống Thuần Chay. Hi, xin chào Scott. Chào Kim Cúc, rất vui được gặp bạn. Cảm ơn vì đã mời tôi tham gia chương trình này. Đầu tiên, anh có thể cho các khán giả được biết mục đích của dự án Sống Thuần Chay là gì hay không? Chúng tôi có hai mục tiêu. Đó là tạo ra một thế giới nhân ái hơn cho động vật. Hiện tại, mỗi năm, chúng ta giết 75 tỷ động vật một cách không cần thiết. Ta cũng gây nên tác động rất lớn đến môi trường. Điều mà tôi nghĩ không nhiều người ý thức được, việc lựa chọn ăn uống sẽ gây ảnh hưởng tới môi trường ra sao. Và có rất nhiều căn bệnh phổ biến có thể ngăn ngừa được, như bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường type 3 bằng chế độ ăn thực vật toàn phần. Tôi nghĩ nhiều người Việt Nam chưa nhận thức được những điều này. Trong khi tôi có thể thấy phong trào ăn thuần chay rất lớn ở Anh Quốc. Ở Việt Nam thì chưa có. Tôi sống ở Việt Nam và tôi rất thích đất nước này. Vậy thì tại sao tôi lại không làm gì đó để phát triển phong trào này ở đây? Đó chính là lý do Sống Thuần Chay ra đời. Đây là một dự án lâu dài, vì như đã chia sẻ trước đó, hiện có rất nhiều động vật bị giết mổ. Chúng tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ chấm dứt điều này. Tại thời điểm này, chúng tôi có hai hoạt động. Một là thử thách thuần chay, nơi người tham gia sẽ ăn thuần chay trong 7 ngày. Trong thời gian tham gia, chúng tôi hỗ trợ họ bằng cách cung cấp công thức nấu ăn, giải đáp các thắc mắc với đội ngũ được đào tạo, tạo môi trường để mọi người cảm thấy thoải mái khi nói về việc ăn thuần chay. Vì tôi thấy ở Việt Nam, mọi người thường e dè khi phải đặt câu hỏi như là lấy chất đạm từ đâu, và chúng tôi sẽ giúp họ biết rằng rất dễ để bổ sung đạm. Có thể xem đây là nhiệm vụ đầu tiên của Sống Thuần Chay. Hoạt động thứ hai là các sự kiện hàng tháng. Vì tình hình dịch bệnh nên hoạt động này bị giới hạn. Năm 2019,
Chúng tôi tổ chức lễ hội thuần chay đầu tiên và có hơn 3.000 người tham gia. Đó là một thành công lớn và chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp mọi người nhận ra rằng phong trào thuần chay đang lớn mạnh và xu hướng ăn uống có ý thức hơn. Anh đã bắt đầu thực hiện dự án này từ khi... Hello everyone and thanks for coming to my presentation How to Save Lives Every Day. I'm the founder of Som Thuần Chay and have been committed to doing what I can do to make the world a better place for animals. Today, I'd like to share some tips based on my experience of effective practices for helping to reduce the demand for animal products. If we can increase the demand for vegan options, we can set the ball rolling for the significant change that we'd all like to see. There is a concept popularized by Canadian journalist Malcolm Gladwell called the tipping point. According to a newspaper published in Science, there is a quantifiable answer. Roughly 25% of people need to take a stand before large social change occurs. This idea of a social tipping point applies to standards in the workplace or any type of movement or initiative. For today, it is veganism or animal rights. The reason I'm sharing this idea with you is that as animal rights advocates, we don't need to be daunted by the idea of convincing 100% of citizens to embrace veganism to help create the world that we want to see. We only need to reach a quarter of that. And you'll see that as momentum builds, it's not just animal lovers that take an interest in our cause. It's everyone that is concerned for animal welfare, the planet, and human health. I'm encouraged to see that large companies like Vinamilk and Nestle are investing in plant milks and other vegan products. If we can help to make people aware of the need to change, we can see their product lines expand further. You may have noticed VMeat, a Vietnamese company producing plant-based meats. They received funding and a positive response from the sharks as they identified the need to invest in more sustainable green products. My point is, if we can increase the interest, we can show businesses there is a large market of people whose needs are not being met. So we know that animal agriculture, like any industry, is based on supply and demand. If we can reduce the demand, we can reduce the amount of animals being raised for slaughter. How many animals can we save? It is believed that an individual who commits to a plant-based diet for 1 year saves around 200 lives. It's obviously very hard to find an accurate number of animals we impact, and statistics vary. We know that up to 137 plant, animal, and insect species are lost every day due to rainforest deforestation. And we know that as many as 2.7 trillion animals are pulled from the ocean each year, with only a fifth of those marine animals being consumed. I believe it's important to be encouraged by the choice you made to embrace veganism and see that your decision will help inspire others to change and they in turn will encourage others to change. I'm reminded of a quote by my compatriot David Mitchell, a famous British comedian. He says, "The thing that's annoying about there suddenly being lots of them, vegans, is the nagging suspicion that they might be right. When there were hardly any vegans, I hardly ever had to think about that." So the idea of people refusing to consume animal products will help influence public opinion. So much so, in the UK, they saw a 40% increase in the number of vegans in 2020, with that number expected to rise. With this momentum, before you know it, the market has changed so much that every restaurant serves a vegan option.
So today I've prepared a few things that you can do to help drive that change. All we need to do is put that thought in someone's head, and it can lead to a dramatic change. It might look something like this. Help animals every day! Go vegan today. You can save over 100 animals per year. Hey, how can you tell someone's vegan? How? Don't worry, they'll tell you. Oh. That's so annoying. I'll have the burger medium rare. Hey, Mom, what's going on? Smells good. Right? They were out like slaughtering animals and like eating them and the blood. Hi there. I actually didn't think pigs got this big. I'm so sorry. You want that vegan? Yeah. What are you, vegan now? I don't know, maybe. Just not gonna eat meat or dairy anymore. Still looks like meat. When I looked into that cow's eyes, there was someone staring back at me. It's vegan. Shut up. Yeah? No, it's not. Yeah, it is. No, it's not. I'm gonna have the black bean burger, all the Swiss. Is your mayo vegan? Okay, I'll have that. I think I'm gonna try it. I'm gonna give it a go. That's awesome. Way to go, Mom. Hey, you could save over 100 animals every year in the environment. Go vegan. My first tip is to use social media effectively. The reason I created Song Tuan Jai was to create more awareness about veganism and the issues surrounding it. I have seen that it has inspired other groups to do the same. You see, in today's world, it's not so easy to connect with people, and social media is a great place to share information and ideas that are important to us. With a single post, we can reach around 20,000 people. But with your help, we can make that message spread further. That's why YouTubers are always asking for likes and shares. It means their message can spread further. So use social media well. Your engagement with a post, that means that it will be seen by more people and open people's eyes to the importance of veganism. The quality of your engagement is also important to the way social media analyzes the quality of a post. So if you want more people to be aware of a vegan post, like it. Want to do even more? Like it and comment on it. Want to go one step further? Like it, comment on it, and share it. Want to do even more? Like it, comment on it, share it with your feelings about the content. Want to do even more? Like it, comment on it, and share it with your feelings about the content on your wall and in a group. See, all these steps will show Facebook or any social media that this post is worth sharing to people who perhaps know nothing about veganism and can start taking an interest. Vegan food can sometimes have a stereotype of being boring. But we know that isn't true. So show your friends how good vegan food can be. Bring a vegan snack to work and share it with your colleagues, or invite your friends to a vegan restaurant. If you impress them, they'll likely develop an interest in veganism. You could simply check into a vegan restaurant on social media. Even better if you share a picture of your delicious meal. There's an app called Abilion. Check it out on the app or Play Store. The amazing thing about Abilion is that all you have to do is review a product or a vegan meal in a vegan or non-vegan restaurant, and every review you create, $1, which you can use to donate to a vegan cause. It could be an organization working for institutional reform like PETA or Mercy for Animals, or it could help to support a shelter for rescued farm animals. This money will directly impact animal lives. Organize an event.
Often coffee shops and other event spaces will let you use their space for a low cost or even for free if the people you bring purchase a drink. I've seen some groups do the same online, and it helps to build an online community and help people to realize the benefits of veganism. Educate yourself. Eventually, someone will ask you about veganism. Someone has expressed an interest. So think of a reason that would encourage them. We know there are many reasons people go vegan, so share a reason that the person you're talking to would be most open to hearing. If you're talking to someone who cares for the environment, maybe you could talk about animal agriculture, or simply mention that you watched a documentary, Seaspiracy or Cowspiracy. If you're talking to someone in health and fitness, and you could mention how you saw the Game Changers and how it changed what you ate. See yourselves as a salesperson for a new future. Become positive and encouraging and support any positive changes you'll see from them. People will often give you feedback based on your recommendations. See this as an opportunity to support them and encourage them further. Next one, talk to restaurants. When I stopped consuming cow's milk, I noticed there were a lot of drinks that I missed. So I asked my local coffee shop if they had any milk alternatives. Sometimes I ask even though I just want to have a black coffee. Most savvy business owners will see there's a demand not being met. You will influence the change their menu, and from my experience, it's worked. Lastly, and most importantly, it is said, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. With that in mind, create a group with the intention to make the world a better place for animals, as I did a few years ago. In the year 2021, the need for more creative solutions is incredibly important. So look to volunteer for any vegan or animal rights organization. With your enthusiasm and creativity, I believe we can go further. So I think these are some small and easy ways for you to have an influence, and with every plant-based meal, save a life. Thank you for listening. Nếu thế thì chúng ta có thể bắt đầu trước với chị Quỳnh không ạ? Chị Quỳnh ơi. Rồi, anh Thanh thử xem lại xem đã được chưa ạ? Nếu như có câu hỏi gì thì các bạn có thể thoải mái đặt ở trong phần chat để bọn mình có thể tổng hợp lại. Và chúng ta sẽ có một chút thời gian ở cuối chương trình để trả lời câu hỏi của các bạn nhé. Em đã cho anh Thanh làm co-host rồi đấy ạ, thì anh Thanh đã vẫn chưa share màn hình được ạ. Chị Quỳnh ơi. Chị đây.
Vâng, chị có thể bắt đầu trước được không ạ? Tại vì anh Thanh đang gặp một chút vấn đề về mạng. Ok, thì chị bắt đầu luôn nha. Chào các bạn, lại là Quỳnh đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về hành trình thần thực vật của chính mình, cũng bắt đầu từ một cô gái rất bình thường thôi. Và một chút về Quỳnh thì hiện Quỳnh đang là một người hoạt động xã hội. Mình làm việc tại Hội Phụ Nữ Quốc tế tại Hà Nội và công việc là tham gia hỗ trợ gây quỹ và giúp đỡ những người ở trong nhóm yếu thế trong cộng đồng, ví dụ như là phụ nữ, trẻ em hay là người khuyết tật. Thì ở một khía cạnh khác thì Quỳnh là một người truyền cảm hứng và Quỳnh đã sáng lập ra blog là Vegan Q, Quỳnh Ăn Chay, để chia sẻ cho mọi người những kiến thức dinh dưỡng, những công thức nấu ăn. Và đồng thời Quỳnh cũng đã tham gia học tại Đại học Cornell và đạt chứng chỉ dinh dưỡng thuần thực vật. Thế nên là mọi người nếu mà muốn tư vấn, muốn đồng hành hay là có bất kỳ câu hỏi gì thì cứ mạnh dạn và inbox Quỳnh ở trên fanpage thì mình luôn trực chiến 24/24 để trả lời cho mọi người. Mới đây thì Quỳnh đã ra mắt cuốn sách 30 phút ăn chay. Thì trong này có thể nói là một cuốn cẩm nang khá là đầy đủ về dinh dưỡng ăn chay như thế nào để cho không bị thiếu chất này, cách chọn các nguyên liệu và các công thức để nấu ăn làm thế nào mà đứng bếp, thời gian đứng bếp chỉ khoảng dưới 30 phút thôi và mình có thể chuẩn bị cho bản thân và gia đình những món ăn đầy đủ dinh dưỡng mà lại ngon mà lại gọn nữa. Đặc biệt ở trong sách thì có một phần đó chính là dinh dưỡng cho mẹ bầu, những người đang nuôi con bú hay là cho trẻ ăn dặm. Bản thân bé nhà Quỳnh thì cũng ăn thuần chay từ trong bụng mẹ và trộm vía là cho đến tận bây giờ thì bé rất là khỏe mạnh và gần như không biết để nôn đau là gì luôn. Trong phần chia sẻ của mình thì mình sẽ nói thành hai phần, đó là cái chặng đường Quỳnh thay đổi bản thân và sau đó là Quỳnh đã lan tỏa đến cộng đồng như thế nào. Về bản thân mình thì các bạn có thể thấy ở bức ảnh bên trái là Quỳnh của 10 năm trước, nhưng mà thực sự là nhìn như một bà thím của mình bây giờ. Lúc trước thì mình vừa béo này, sức khỏe thì yếu này. Vào cái thời điểm đấy thì mình rất hay bị những cái bệnh ốm vặt, ví dụ như là như hiện tại thời tiết của Hà Nội bây giờ đang trở trời, đang bão chẳng hạn, thì mình có thể gặp một cơn gió lạ về có thể đổ sụp ốm luôn mấy ngày, rồi bị các bệnh về họng này, mình bị đau nửa đầu này, rồi đau dạ dày, mặt thì bị rất là nhiều mụn nội tiết mà chữa mãi không khỏi. Thế xong rồi đến năm 2013 thì có một cái cơ duyên, đó chính là lúc đó thì bố mình bị mắc ung thư đại tràng, thế nên là mình đã lên mạng và tìm hiểu về cái chế độ ăn như thế nào trong cái ung thư, thì mình mới phát hiện ra táo hỏa. Thì mình phát hiện ra là những thức ăn mà mình được nuôi từ bé đến lớn mà mình cứ nghĩ là nó tốt ấy, thịt cá trứng sữa, thì hóa ra nó lại gây ra tăng sinh khối u và ngoài ra còn gây ra rất là nhiều những cái bệnh như là tiểu đường, tim mạch như là anh Scott vừa nói nữa. Rồi khi mình tìm hiểu sâu hơn thì mình mới phát hiện ra là một cái chế độ ăn thuần thực vật thì nó sẽ giúp cải thiện những cái bệnh tật đó. Và nếu mà mình ăn đúng cách, ăn khoa học thì còn giúp cho cơ thể mình tốt hơn rất là nhiều. Và thế là các bạn đã thấy được cái bức ảnh ở bên phải, đó chính là mình của hiện tại. Thì không chỉ là mình giảm được cân này, lúc trước thì mình còn phải đấu tranh với cân nặng rất là nhiều. Mình cứ cố giảm cân rồi nó lại tăng, giảm rồi lại tăng. Và cái đấy nó cứ kiểu bị xả quần trong cái cân nặng. Nhưng mà sau đó thì mình đã giảm được cân nặng rồi, tất cả các bệnh mãn tính của mình như là đau đầu, đau dạ dày hay là da rẻ thì nó cũng đã đỡ hẳn mụn và bây giờ thì hết sạch rồi. Sau đó thì mình cũng đã tìm hiểu thêm về một cái chế độ ăn thuần thực vật làm như thế nào để có thể ăn nó không bị thiếu chất. Thì ở đây mình chia sẻ với các bạn, thực ra nó rất đơn giản thôi. Nhiều người thì cứ nghĩ là ăn thuần thực vật chắc là nó phức tạp lắm, mà để ăn bổ dưỡng thì nó vừa khó lại vừa đắt. Tuy nhiên thì các bạn để ý ở trong cái đĩa thức ăn bổ dưỡng mà mình chia sẻ ở đây ấy, các bạn thấy cái đĩa thức ăn này được mô phỏng như một đĩa thức ăn bình thường của chúng ta thôi, thì nó sẽ gồm các nhóm chất như là ngũ cốc nguyên hạt này, thì sẽ có gạo lứt này, yến mạch này, bánh mì nguyên cám này,
và vân vân, các cái loại thực phẩm toàn phần có rau củ quả này, trái cây này. Trái cây thì chúng ta nên ăn cách ra một chút. Và có chất đạm, thì đối với những người mà không ăn chay thì đạm họ sẽ bổ sung bằng thịt, cá, trứng, sữa. Tuy nhiên với người ăn thuần thực vật thì mình chỉ cần thay cái nhóm đạm này bằng đạm thực vật thôi. Tức là chúng ta loại bỏ thịt cá và thay vào đó là đậu đỗ này. Có thể kể đến như là đậu gà, đậu lăng hay các loại đậu nội địa như là đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen hay là diêm mạch. Thì những thực phẩm này rất rất giàu đạm và nó hoàn toàn có thể thay thế cho đạm động vật mà với chất lượng còn tốt hơn nữa. Mình cũng mày mò nấu khá là nhiều món ăn, nhưng mà cái tiêu chí của mình là lúc nào cũng phải nhanh gọn đã, bởi vì mình rất sợ làm những cái món nó cầu kỳ, nó tốn thời gian. Thế nên ở đây các bạn có thể thấy mình ăn là dụ như cơm mình nấu với đậu gà chẳng hạn, rồi ăn thêm rau thì đã thành một cái bữa rất là gọn, và mình thậm chí có thể mang đi làm này. Hay là ở đây có món Buddha bowl. Buddha bowl thì thoạt qua có vẻ hơi giống salad, tuy nhiên thì cái nguyên liệu nền nó không chỉ có rau đâu, mà sẽ có cả phần tinh bột. Ở đây thì phần tinh bột Quỳnh có cái phần mì này gọi là mì soba, làm từ kiểu mạch. Các bạn có thể mua khá là dễ dàng. Hôm nay lại còn mùng 10, 10 Shopee đang giảm giá. Rồi đậu lăng xanh để bổ sung đạm, rau củ quả. Và đây mình có nhóm hạt nữa, ăn các loại hạt dinh dưỡng. Ở đây mình ăn hạt hồ đào, óc chó, hạnh nhân. Hay đây là món tempeh kho này, có thể ăn trong bữa cơm gia đình. Sinh tố xanh thì đây là món cực kỳ nhanh gọn, chắc mất khoảng 5 phút thôi. Thì mình vừa xay rau củ này, hoa quả này, yến mạch này, và thêm cả các loại hạt nữa, hạt chia, hạt lanh. Thì cái bữa ăn này nó là một cái bữa ăn siêu nhanh và siêu bổ dưỡng, có thể ăn để tập thể dục, tập thể hình nữa, cũng cực kỳ ổn. Hay là mình hay làm sữa hạt cho cả gia đình. Và sữa hạt thì mình có thể cho hạt này, ngũ cốc này, đậu đỗ này. Và mình cũng lan tỏa sữa hạt cho rất là nhiều độc giả, và họ đã thực hiện rất rất thành công, trở thành một món ăn không thể thiếu. Và trong quá trình mà mình ăn chay, chính mình cũng gặp phải những cái trở ngại, những cái hiểu lầm. Và mình cũng đã tự tìm hiểu, học hỏi. Rồi sau đấy thì mình đã giải đáp được cho bản thân, cũng như là sau đấy giải thích được cho nhiều người. Như cái hồi mình mới ăn chay ấy, thì mẹ mình còn cứ tưởng mình chuẩn bị đi tu. Tại vì hồi đấy cũng đọc một số sách Phật Pháp rồi thấy ăn chay, thì mẹ mình luôn nghĩ là ăn chay thì chỉ ăn có mỗi rau với đậu thì làm sao mà đủ chất, thì mà lấy đạm ở đâu. Thế nên là đấy cũng là một cái câu hỏi mà số đông mọi người chắc chắn sẽ có. Thì thực ra nếu mà mình ăn chay nhưng mà mình ăn đủ những cái thực phẩm giàu đạm, như vừa nãy mình nói đấy, các loại đậu và trong ngũ cốc thực ra cũng rất là nhiều đạm, thì chúng ta không hề bị sợ thiếu đạm cũng như là các vi chất khác, là B12 chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể ăn men dinh dưỡng, hay là tempeh thì đã là bổ sung B12 cho cơ thể rồi. Rồi ăn chay thì có bị mệt không? Thì thực ra nếu mà bạn ăn những cái thực phẩm mà hay chế biến sẵn ấy, thực ra ở đây mình không đả kích một trường phái ăn chay nào cả. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta ăn những thực phẩm đóng hộp, những thực phẩm chế biến sẵn, như là có một thời gian mình ăn giò chay, dồi chay, hay là ăn những cái đồ mà đóng hộp ấy, thì sau đấy mình cảm thấy cơ thể nó rất là mệt, nó không có một tí năng lượng nào cả. Thì thực ra trong những thực phẩm đó nó rất là nhiều những cái phụ gia để nó tạo hương vị. Nhưng mà ngược lại thì nó lại rất nghèo dinh dưỡng. Thế nên là chúng ta phải lưu ý ăn những thực phẩm tươi, nguyên, toàn phần. Tức là khi mà chúng ta nhìn cái nguyên liệu chúng ta biết nó là cái gì, chứ không phải là ví dụ một cục dồi hay là xúc xích chay, nhưng mà chúng ta không biết là bên trong nó đã được chế biến như thế nào. Còn lại thì một số bạn ăn thì hay bị tăng cân hay là giảm cân. Thì mình thấy nếu mà tăng cân ấy, thì nguyên nhân có thể là do bạn đang ăn quá nhiều tinh bột, và lại là tinh bột xấu. Tức là khi mà mọi người chuyển sang ăn chay, mới đầu nhiều người bị đói lắm, đói kinh khủng vì cắt giảm cái phần đạm. Nhưng mọi người lại không thay thế bằng những nguồn thực phẩm dinh dưỡng khác. Và bạn cứ ăn nhiều cơm trắng, bánh mì trắng, bún phở, nhưng mà những món đó nó thuần túy là đường thôi, khi vào cơ thể thì nó chẳng khác gì là các bạn ăn đường vào người.
và nó có tinh bột nhưng mà nó không kèm theo combo chất dinh dưỡng gì cả. Thế nên là rất dễ bị tăng cân. Giảm cân thì ngược lại, có thể chúng ta đang ăn quá nghèo dinh dưỡng và nghèo các nhóm chất. Thế nên là một cái lời khuyên của mình cho các bạn là chúng ta hãy tìm hiểu kỹ về dinh dưỡng khi mà chúng ta trước khi bắt đầu những cái hành trang ấy, thì như vậy chúng ta sẽ dễ đi được dài, đi được xa hơn. Bởi vì là rất nhiều người khi mà mới ăn thì cảm thấy cơ thể mệt mỏi thì mình nghĩ là ôi mình không hợp với ăn thuần chay đâu, thôi mình bỏ cuộc. Thì như vậy thực ra là do chúng ta chưa ăn đúng cách. Thế nên là các bạn nhớ nhé, hãy tìm hiểu về dinh dưỡng thật kỹ càng và sau đó hãy ăn đúng cách, ăn khoa học thì chắc chắn cơ thể của bạn sẽ khỏe hơn và có nó khôi phục cái cơ chế tự chữa lành. Tinh thần năng lượng của mình sau đó cũng cực kỳ tốt nữa. Đó là phần thay đổi bản thân. Còn cái hành trình, cái chặng đường tiếp theo đó chính là chặng đường mà mình tiếp cận đến cộng đồng và chia sẻ với những người xung quanh. Thì theo kinh nghiệm của Quỳnh và trong suốt cái quá trình mà Quỳnh làm thì Quỳnh thấy là chắc là nó sẽ đi từ hai bước cơ bản nhất. Đó chính là đi từ nhận thức của mọi người, rồi sau đấy đi đến căn bếp. Thì nhận thức mình cũng sẽ như anh Scott vừa chia sẻ, thì mình cũng chia sẻ với mọi người dựa trên vấn đề về sức khỏe này. Bởi vì là ăn thuần thực vật, thực sự cơ thể mình sẽ nhiều năng lượng hơn, khỏe hơn và nó còn chữa được những cái bệnh mãn tính mà mình không phải dùng thuốc tây. Hay là ăn thuần thực vật thì sẽ giúp cho động vật, bởi vì là động vật khi mà bị nuôi nhốt chăn nuôi công nghiệp ấy thì nó sẽ ảnh hưởng kinh khủng đến tinh thần của động vật, cũng như là thực ra những cái chất lượng thịt hay là trứng đấy. Thì nếu mà tí nữa mình sẽ chia sẻ một số những cái bộ phim tài liệu mà mọi người có thể xem và cảm nhận, hay là tác động đến môi trường. Và bản thân mình thì mình đã từng tổ chức những cái buổi chiếu phim nho nhỏ. Thực ra những cái buổi đầu tiên ấy cũng chỉ có mỗi chồng mình, rồi em mình, rồi bạn mình thôi. Tức là mình ban đầu mình không hề tổ chức được những cái buổi mà nó hoành tráng hay là nó vang dội gì cả, mà mình cũng chỉ chia sẻ rất là nhỏ, những người xung quanh ngồi bàn tròn với nhau xem phim xong thì mình hỏi mọi người có câu hỏi gì không, chia sẻ cảm nghĩ của mọi người, rồi sau đấy thì mình mới nói chuyện với họ là để họ gặp vấn đề gì nếu mà họ muốn thay đổi. Bởi vì là khi xem xong những bộ phim này thì mình thấy là thực sự mọi người cảm thấy rất là thuyết phục bởi một chế độ ăn thuần thực vật. Như các bạn thì mình nghĩ là có thể mời bạn bè hay là thỉnh thoảng mời những người học cùng lớp đến nhà và cùng ăn, cùng xem phim. Như vậy là một cách nó rất gần gũi để chia sẻ. Các bộ phim mà mình hay chiếu đó chính là The Game Changers này, Kẻ Thay Đổi Cuộc Chơi, là nhấn mạnh về khía cạnh sức khỏe. Hay là phim Dominion, phim này thì nói về cái việc chăn nuôi công nghiệp nhưng mà những cái thước phim nó khá là ám ảnh. Hay là Cowspiracy thì có đề cập đến vấn đề chăn nuôi ảnh hưởng đến môi trường như thế nào. Và một cách nữa đó là các bạn có thể lan tỏa về sách. Mình thì mình đọc rồi sau đấy mình review, rồi sau đấy mình cứ gửi tin nhắn cho mọi người là để có cái quyển sách này hay lắm này, mọi người mua thử đi rồi đọc. Và cái cuốn sách mà mình tâm đắc ấy, đó chính là Ăn Gì Không Chết của bác sĩ Michael Greger. Nó là một cuốn bách khoa toàn thư mà rất là dày luôn, nhưng mà đọc nó rất là hút, nó rất là cuốn và nó cũng giải đáp toàn bộ tất cả những cái thắc mắc mà mọi người có thể có về việc ăn thuần thực vật. Và nó sẽ nói cho mọi người là tại sao chế độ ăn thuần thực vật lại có thể giúp cơ thể tự chữa lành khỏi các cái bệnh như là ung thư, tiểu đường, tim mạch, vân vân. Hay là nhân tố enzyme cũng là một cuốn nó khá là gọn, nó có cả bộ cơ, thì mình thấy là nó có đề cập đến việc mà ăn thuần thực vật nó tốt cho sức khỏe như thế nào. Rồi sau đấy thì mình có tổ chức những cái buổi workshop. Thì thực sự ý, mình khi mà tổ chức những cái buổi này thì mọi người cứ nghĩ là tổ chức cho cả cộng đồng ăn chay, nhưng mà không, cả cái nhóm này tính cả mình thì chắc có hai người là ăn chay.
mà mọi người đến đôi khi là vì tò mò làm thế nào để mọi người muốn tốt cho sức khỏe này, muốn đẹp da này, muốn chống lão hóa này, vân vân, thì mọi người hay thích tham gia những cái workshop đó. Và trong đấy thì bọn mình đã chia sẻ cho mọi người về việc là ích lợi của ăn thân thực vật. Ở trong ảnh đây là có cả bạn Trang Đặng là diễn giả sau ấy, thì bạn ý cũng cực kỳ tích cực trong cái việc mà lan tỏa cho cộng đồng và hỗ trợ tổ chức workshop. Cái đợt dịch vừa rồi thì mình đã tổ chức workshop online thay vì offline, và mình thấy là thực sự nó cũng rất là hiệu quả, bởi vì là mình cũng sẽ không tốn chi phí tổ chức gì cả, cũng như là mọi người cũng tham gia nó khá là linh hoạt đấy. Để chủ đề gần thì mình chia sẻ về dinh dưỡng thuần thực vật cho phụ nữ mang thai, nuôi con bú, trẻ ăn dặm. Đó là về việc thay đổi nhận thức mọi người. Thì khi mà mình chia sẻ với mọi người này, tổ chức workshop này, hay là chiếu phim này, thì chắc là cái câu hỏi mà nhiều người đặt ra cho mình nhất là họ rất muốn thay đổi, nhưng mà họ không biết nấu. Rồi ở nhà thì mẹ là người nấu ăn, họ không quyết định được, thế nên là rất là khó, họ muốn thay đổi lắm nhưng mà bây giờ phải làm như thế nào. Thì đây là một số những cái cách mà mình chia sẻ cho những bạn mà mình đã tư vấn. Thì chúng ta hãy chia sẻ cho họ những cái nguồn mà có công thức nấu ăn chay. Ở đây thì có YouTube này, rất là nhiều. Tiếng Việt thì có một số kênh, còn tiếng Anh thì mình thấy là nó nhiều vô số kể luôn, rất rất nhiều. Và YouTube nó cũng rất thông minh. Nếu mà các bạn lên một cái trang này thôi thì sau đấy nó sẽ gợi ý cho các bạn cái video liên quan. Hoặc là sách nấu ăn. Trong này thì xin phép ưu ái đặt sách của mình lên trên. Có sách 30 phút ăn chay và những sách khác của các tác giả cũng là ăn thuần chay. Hay là hãy gửi cho mọi người những cái group Facebook, và trong đó thì các thành viên chia sẻ những công thức cũng như là hành trình ăn chay của mình, thì mọi người sẽ cảm thấy không bị cô đơn ấy, thì sẽ luôn cảm thấy là có người để đồng hành cùng. Tiếp đến là mình tổ chức dạy nấu ăn chay. Đấy, như mình nói, thực ra những cái buổi dạy nấu ăn chay như thế này thì đôi khi chẳng có ai trong cái nhóm này là ăn chay cả. Tuy nhiên thì mọi người cũng rất là thích nấu ăn và thích học hỏi thêm làm thế nào để nấu những món ăn chay ngon, để đổi món. Nhưng mà khi mà mọi người đến rồi ấy, thì mọi người phát hiện ra là ôi, ăn chay ngon thế này thì mình có thể ăn chay cả đời, mình sẽ chuyển sang ăn chay luôn. Thì mình thấy đây là một cái cách tiếp cận cực kỳ đơn giản. Và hơn nữa ấy, thì nếu mà như mà trước đây mình cũng là một người bình thường thôi, mình cũng không phải là có mạng lưới quan hệ hay là có... tức là làm ở tổ chức chuyên về lan tỏa thuần thực vật. Tuy nhiên thì mình cứ tự mình đi đến các quán ăn chay. Mình muốn gặp người quản lý hoặc là chủ ấy, mình có chia sẻ là mình đang muốn chia sẻ với cộng đồng, mình muốn tổ chức một cái buổi dạy nấu ăn. Và mình không ngờ tới là tất cả những người mà mình từng gặp, họ cực kỳ nhiệt tình. Và mọi người bảo là thế thì bây giờ họ cần làm gì để giúp mình. Rồi họ bắt đầu cho mình mượn địa điểm này, rồi họ chuẩn bị đầu bếp này, chuẩn bị nguyên liệu này. Đa số những buổi này thì họ còn không lấy tiền, hoặc là chỉ lấy những cái phí rất nhỏ để cho những người tham gia người ta đóng để trả tiền nguyên liệu thôi. Thì qua những cái buổi như thế này thì mình thấy thực sự là khá thành công. Mới có, chắc là có một nửa trong số những người tham gia họ muốn chuyển hẳn sang ăn thuần chay. Rồi sau đấy những người còn lại thì họ đã bắt đầu là dù ăn vài bữa một tuần chẳng hạn. Thì như vậy mình đã nghĩ nó là một cái thành công cực kỳ vang dội rồi, để mà thay đổi từ nhận thức đến cái thói quen nấu bếp của mọi người. Và đặc biệt ở đây mình thấy những người tham gia thì lại là hay là phụ nữ, mà phụ nữ thì lại hay đứng bếp và quyết định cái bữa ăn của cả gia đình. Tức là có khi con hay là chồng chưa biết đến ăn thuần chay, nhưng mà người phụ nữ có thể nấu, rồi sau đấy thì cứ cảm hóa dần dần. Thì mình nghĩ đó là một cái cách rất tuyệt vời, đó chính là dạy nấu ăn cho mọi người. Đây là thành quả trong một cái buổi nấu ăn chay của bọn mình nhân dịp Giáng sinh. Và cuối cùng thì đó là chúng ta hãy có hội nhóm để đồng hành cùng nhau. Thì như vừa nãy mình có viết một số những cái group Facebook mà
các nhóm ăn chay ấy, và đặc biệt là có cái nhóm sống thuần chay của anh Scott nữa, thì mọi người có thể tham gia. Mạnh dạn đặt câu hỏi, inbox trực tiếp, hoặc là nếu mà các bạn có câu hỏi gì với mình về việc là ăn, hay là nhiều bạn hay hỏi mình về nuôi con nhỏ như thế nào ấy, hay là các bạn thậm chí chia sẻ với mình là đấy, ở nhà bố mẹ chồng phản đối như thế này như thế này thì nên làm thế nào, thì đây là tất cả những cái mà mình, một người bình thường, đã trải qua. Thế nên mình tin là mình có thể hỗ trợ, đồng hành được cho các bạn, và mình cũng luôn sẵn sàng làm việc đấy thôi. Thế nên là mong rằng các bạn hãy luôn kết nối và giữ liên lạc, đồng thời là đừng ngại khi mà có bất kỳ câu hỏi gì cho mình. Và đó là phần chia sẻ của mình. Cảm ơn các bạn. Em rất cảm ơn chị Quỳnh đã nhận lời tham dự của em ngày hôm nay vào đây một bài chia sẻ rất là bổ ích, tại vì trong form đăng ký em cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi thắc mắc của các bạn là làm thế nào để ăn chay đủ chất này, làm thế nào để ăn chay mà không bị nhanh đói như chị đã nói. Và thì không biết là Hường có thể gửi cho chị những câu hỏi đấy không, thì chị có thể ví dụ như là kết nối với các bạn để giải đáp, hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp cho Quỳnh thì Quỳnh có thể giải đáp cá nhân hóa luôn cho các thắc mắc của các bạn. Có những câu hỏi về việc nên nấu ăn chay như thế nào, và em cũng đã giới thiệu các bạn đến với quyển sách của chị rồi. Cảm ơn Hường rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chị Trang Đặng nhé. Chị có gửi cho mình video clip rồi, thì mình sẽ tắt video clip này lên cho các bạn. Chào tất cả các bạn, mình tên là Thu Trang. Hiện nay mình đang là quản lý của mảng thực phẩm xanh cho khu vực Đông Nam Á tại tổ chức Human Society International. Mình rất là cảm ơn Animal Asia đã dành cho mình một chút thời gian để chia sẻ trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Mình sẽ chia sẻ một xíu cho các bạn nghe về tổ chức HSI và các hoạt động của tổ chức HSI, cụ thể là các chương trình đẩy mạnh phong trào ăn thuần thực vật không chỉ tại Việt Nam mà còn tại một vài những cái nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Tổ chức Human Society International là một trong những tổ chức hoạt động về phúc lợi động vật lớn nhất thế giới, trong đó bao gồm các hoạt động về bảo vệ động vật hoang dã, động vật trang trại, động vật nuôi trong nhà, động vật dùng trong các thí nghiệm mỹ phẩm và giải cứu động vật trong thiên tai. Trang muốn mọi người chúng ta cùng suy nghĩ một xíu cái chế độ ăn uống của mình nó khác như thế nào hiện nay so với thời của ba mẹ hoặc là thời của ông bà mình. Thì mình thấy là những cái tấm hình ở bên tay trái là một cái bữa ăn rất là truyền thống Việt Nam, trong đó chúng ta có một ít cơm, một chén canh, một đĩa thức ăn mặn, có thể là cá hoặc là thịt hoặc là đậu, và một đĩa rau xào. Thì mình thấy đây là một cái bữa ăn tương đối là hợp lý, vừa có các loại đạm, vừa có các loại ngũ cốc và vừa có rau củ quả đầy đủ. Tuy nhiên mình cũng có thể nhìn thấy rằng là cái chế độ ăn uống của người Việt Nam chúng ta hiện nay bây giờ đang rất là khác. Mình chúng ta ăn nhiều các cái thực phẩm có nguồn gốc từ động vật hơn, ví dụ như là các loại thịt cá, trứng sữa, các loại thịt đã qua chế biến như là các loại xúc xích hoặc là dăm bông, và chúng ta ăn nhiều những cái thực phẩm thức ăn nhanh hơn, cũng là vì một phần về cuộc sống của chúng ta rất là bận rộn và không có, có một vài bạn sẽ không có đủ thời gian để mà chế biến thức ăn. Chính là vì một cái sự thay đổi về chế độ dinh dưỡng như vậy sẽ ảnh hưởng đến không chỉ là sức khỏe của chúng ta mà còn ảnh hưởng đến các cái vấn đề khác, ví dụ như là về môi trường và về phúc lợi động vật. Thì cha muốn chia sẻ một chút thông tin về các cái vấn đề về sức khỏe, làm thế nào để chúng ta có thể có một chế độ ăn uống phù hợp hơn để chúng ta có thể sống lâu và khỏe mạnh hơn. Thì đối với tổ chức Human Society International cũng như là mục đích của chiến dịch ngày thứ hai xanh kêu gọi mọi người ăn thuần thực vật và mỗi ngày thứ hai, một chế độ ăn uống lành mạnh nhất là một chế độ mà trong đó chúng ta giảm thiểu các cái nguồn, các cái thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, ví dụ như là các loại thịt cá, trứng sữa, đồ ăn vặt hoặc là thức ăn đã qua chế biến sẵn, và chúng ta sẽ ăn nhiều hơn các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, ví dụ như là các loại trái cây, rau củ quả, đậu, ngũ cốc, các loại hạt, nấm, thảo mộc và gia vị. Thì chúng ta chỉ cần lên Google và tìm hiểu rất là nhanh một chút thông tin về các cái tỷ lệ người Việt Nam đang mắc căn bệnh như là bệnh béo phì, bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là số lượng người Việt Nam, đặc biệt là ở những thành phố lớn và đặc biệt là ở độ tuổi trưởng thành, càng ngày chúng ta càng có rất là nhiều những cái tỷ lệ người Việt Nam mắc các cái căn bệnh như
Như vậy, một trong những cái lý do chính gây ra những căn bệnh như thế này là vì một chế độ ăn uống không hợp lý, trong đó chúng ta chưa ăn đủ các cái khẩu phần rau củ quả mà cơ thể cần thiết, và chúng ta ăn quá nhiều những cái thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Và các cái vấn đề về sức khỏe này không chỉ ảnh hưởng đến người lớn mà còn ảnh hưởng đến các bé trẻ nhỏ và các bé đang trong độ tuổi tuổi teen, tuổi trưởng thành. Hơn 50% trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh đang bị béo phì, và càng ngày tỷ lệ phần trăm này có thể càng ngày càng cao lên. Và đối với mỗi người chúng ta, Trang nghĩ rằng là trong suốt 2 năm vừa qua, trong đợt dịch COVID-19, thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là cái việc bảo vệ sức khỏe và hệ miễn dịch của cơ thể của mình là một việc rất là quan trọng để bảo vệ sức khỏe. Trong đó cụ thể hơn là chúng ta phải đảm bảo làm sao có một cái chế độ ăn uống cân bằng, đầy đủ dinh dưỡng và các loại vitamin, khoáng chất cơ thể cần thiết. Trong đó rất là nhiều nguồn cung cấp những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể là từ các loại rau củ quả khác nhau. Thì chính vì như vậy cho nên là khi chúng ta ăn thuần thực vật nhiều hơn, chúng ta có thể bắt đầu bằng một bữa một tuần hoặc là một ngày một tuần và dần dần tăng cái khẩu phần ăn thuần thực vật của mình hơn. Thì điều này là một cách rất là tốt để chúng ta có thể bảo vệ chính sức khỏe của bản thân mình, làm giảm các cái vấn đề về tim mạch cũng như là huyết áp và lượng cholesterol trong máu. Rất là nhiều những cái nghiên cứu đã cho thấy rằng là những cái bệnh mãn tính phổ biến nhất ở Việt Nam và trên toàn thế giới có thể được ngăn ngừa, điều trị, và trong một số trường hợp thậm chí là đảo ngược lại với một chế độ ăn uống dựa trên thực vật. Đây là một cái ví dụ khác về một đĩa thức ăn hướng dẫn từ Canada vào năm 2019. Thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là 3/4 của cái đĩa này là hoàn toàn các cái thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, các loại rau củ quả, ngũ cốc đạm khác nhau. Và riêng cái góc bên phải của màn hình ở bên tay góc trên bên phải là phần đạm, thì trong phần đạm này bao gồm vừa đạm động vật và đạm thực vật. Theo như Trang thì đây là một cái đĩa hướng dẫn về khẩu phần ăn rất là hợp lý, vì trong đó chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái khẩu phần lớn là các thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, và kể cả khẩu phần đạm thì cũng vừa bao gồm đạm thực vật và đạm động vật. Ngoài các cái vấn đề để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình, thì một cái mà mọi người càng ngày càng quan tâm hơn là các cái ảnh hưởng về biến đổi khí hậu cũng như là môi trường mà ngành công nghiệp chăn nuôi đang gây ra cho trái đất của chúng ta hiện nay. Các bạn có thể nhìn thấy là những cái tấm hình ở bên tay trái, đây là cái cách mà người Việt Nam chúng ta chăn nuôi lúc trước. Tuy nhiên những cái mô hình chăn nuôi hộ nhỏ lẻ như vậy bây giờ còn lại rất là ít ở Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới, và hầu hết những cái trang trại chăn nuôi động vật hiện nay là những cái trang trại chăn nuôi động vật tập trung với số lượng rất là nhiều, những cái con vật như là heo, bò, gà tập trung tại một chỗ nuôi nhốt một cái số lượng động vật rất là lớn. Thì chính là vì như vậy cho nên là nó sẽ gây ra các cái tác động về môi trường khác nhau. Ngành công nghiệp chăn nuôi động vật trang trại, các cái con vật như là heo, bò, gà chịu trách nhiệm cho đến 18% các cái lượng khí thải nhà kính toàn cầu, một tỷ lệ lớn hơn tất cả các loại xe ô tô, xe tải, xe buýt, xe lửa, tàu thủy và máy bay trên thế giới kết hợp lại. Nếu như chúng ta là một người quan tâm đến vấn đề về môi trường, chúng ta có thể nói rằng là ok, bây giờ tôi sẽ không đi làm bằng xe máy, hoặc là tôi sẽ không đi làm bằng Grab nữa, mà tôi sẽ đi xe đạp, hoặc là tôi sẽ đi bộ, hoặc là đi xe buýt. Thì đây là một cách rất là tốt để mình có thể bảo vệ môi trường rồi. Tuy nhiên chỉ với cái việc rằng là chúng ta giảm bớt cái khẩu phần thịt cá trứng sữa hàng ngày lại cũng là một cách để chúng ta giảm bớt cái lượng khí thải từ ngành chăn nuôi động vật ra đến môi trường của chúng ta. Chăn nuôi là một trong những nguyên nhân đáng kể nhất gây ra các cái vấn đề về môi trường nghiêm trọng nhất hiện nay, từ ô nhiễm nguồn nước, nguồn khí thải và nguồn đất trên toàn thế giới. Và khoảng 2 năm trước, khi mà báo đài đăng rất là nhiều những cái thông tin về việc cháy rừng, thì bản thân Trang cũng tìm hiểu thêm thông tin và mình hiểu ra rằng là phần lớn các cái đám cháy rừng tại Brazil cũng như là tại những cái nơi khác trên thế giới là vì do những người khai thác gỗ và chăn nuôi gây ra để họ có thể dọn chỗ cho các cái trang trại chăn nuôi. Việc tăng trưởng trong ngành công nghiệp thịt bò ở Brazil được thúc đẩy một phần là do những cái nhu cầu khổng lồ từ châu Á, và trong đó có Việt Nam của chúng ta. Brazil là một trong số nhà cung cấp thịt gia súc gia cầm khá là lớn vào Việt Nam, trung bình khoảng 3.000 tấn một năm. Thì mình chỉ nghĩ đơn giản rằng là nếu như mà mình giảm bớt cái khẩu phần thịt bò của mình mỗi tuần chẳng hạn, cũng là một cách để mà chúng ta có thể giảm bớt cái lượng khí thải và giảm bớt các cái hậu quả về biến đổi khí hậu cho trái đất của chúng ta. Ngoài cái vấn đề là dọn chỗ cho các trang trại chăn nuôi, thì cái việc mà độc canh ngô và đậu nành làm thức ăn cho chăn nuôi cũng là một trong những cái nguyên nhân chính gây ra các cái vấn đề về phá rừng ở rừng Amazon từ hàng chục năm nay. Hơn 70% các cái lượng ngô và đậu nành trên thế giới được dùng làm thức ăn chăn nuôi cho gia súc gia cầm thay vì là trực tiếp cho con người của chúng ta. Đây là một thông tin khác về một cái báo cáo về biến đổi khí hậu và đất đai của Hội đồng Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, đã mô tả rằng là một cái chế độ ăn uống thuần thực vật, các bạn có thể nhìn thấy cái đầu tiên No Animal Source Food, là một cái chế độ thuần thực vật hoàn toàn là chế độ ăn uống thân thiện nhất đối với môi trường. Và dần dần khi chúng ta đi xuống dần, chúng ta giảm bớt dần cái lượng thịt hoặc là lượng hải sản hoặc là lượng cá, các cái thực phẩm, thì đây cũng là một cách để mà chúng ta
hạn chế bớt những cái gánh nặng gây ra đến môi trường của chúng ta. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây rằng là để sản xuất ra được 1 kg thịt bò thì đòi hỏi đến tận hơn 15.000 lít nước. Và dần dần khi mà chúng ta nhìn thấy những cái số liệu đầu tiên về các loại rau củ quả như là cà chua, bông cải xanh thì nó đòi hỏi cái số lượng nước rất là ít từ trái đất của mình. Thì đây là một cách để mà chúng ta có thể giảm bớt cái lượng nước đòi hỏi để sản xuất thực phẩm. Ví dụ như là lúc trước hầu như tuần nào mình cũng ăn thịt bò thì bây giờ mình có thể giảm dần, có thể một tháng mình chỉ ăn một lần thôi, hoặc là mình giảm hẳn không ăn thịt bò nữa và ăn các cái loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật khác nhau, để là một cách để bảo vệ trái đất cũng như là giảm cái lượng nước mà cần thiết để sản xuất. Thì đây là một cái bánh hamburger, mình có thể nhìn thấy là riêng cái miếng thịt bò rất là nhỏ ở trong cái bánh hamburger thôi đã đòi hỏi đến cả 2.500 lít nước để sản xuất ra chỉ riêng một cái miếng thịt bò như vậy. Thì khi Trang chia sẻ cái thông tin này với các bé học sinh tại trường học thì có một thầy giáo đã nói với Trang rằng là 2.500 lít nước là bằng cái số lượng nước để mà đổ đầy nửa cái hồ bơi tại trường. Thì khi mà các bé học sinh nghe thấy cái thông tin này thì các bé nói là wow, trời ơi, đấy là một cái số lượng nước rất là nhiều. Thì bây giờ mình có thể thay cái miếng thịt bò trong bánh hamburger bằng một miếng burger rau củ hoặc là bằng một miếng burger đậu hũ, cũng là một cách rất là đơn giản để mình có thể giảm bớt được một cái số lượng nước rất là lớn cần thiết để sản xuất thực phẩm. Đây là một cái thông tin khác mà Trang nghĩ khá là thú vị nữa, là vì càng ngày Trang thấy là ở Việt Nam mọi người rất là quan tâm về rác thải nhựa và các cái bước thay đổi, ví dụ như là sử dụng ống hút, sử dụng các loại ly chén đĩa từ bã mía hoặc là không sử dụng nhựa nữa, là một cái hướng đi rất là hay. Tuy nhiên ở trong đại dương của chúng ta thì đến hơn 46% các cái rác thải nhựa bỏ lại ở dưới đại dương là từ những cái lưới bắt cá. Thì đơn giản bằng một việc là chúng ta giảm bớt cái lượng cá hoặc là lượng hải sản chúng ta ăn cũng là một cách để mà giảm bớt các cái lượng rác thải nhựa để lại ở dưới môi trường của chúng ta như vậy. Và tất nhiên cái vấn đề cuối cùng mà Trang muốn chia sẻ với các bạn là về phúc lợi động vật. Thì các trang trại chăn nuôi trên toàn thế giới hiện nay cũng như là ở Việt Nam hầu hết đều đang nuôi nhốt động vật chăn nuôi trong những môi trường rất là chật hẹp và không đáp ứng được những cái nhu cầu thể hiện bản năng tự nhiên của chúng. Ví dụ như là mỗi con gà mái đẻ trứng thì được nuôi nhốt trong những cái chuồng lồng rất là chật chội, mỗi chuồng lồng như vậy chứa đến 4 đến 5 con gà mái khác nhau và mỗi con gà mái chỉ có không gian như là một tờ giấy A4 thôi và chúng không thể nào giang cánh cũng như là thực hiện bất kỳ bản năng tự nhiên nào. Chính vì vậy cho nên là khi mà chúng ta giảm bớt cái khẩu phần thịt cá trứng sữa và thực phẩm có nguồn gốc từ động vật lại cũng là một cách để chúng ta giảm bớt áp lực lên các trang trại chăn nuôi tập trung và giúp cải thiện phúc lợi cho động vật trang trại hơn. Tóm gọn lại thì khi mà chúng ta ăn thuần thực vật nhiều hơn, có thể chúng ta bắt đầu bằng một bữa hoặc là một ngày trong tuần và dần dần tăng cái khẩu phần ăn của mình lên. Thứ nhất là chúng ta có thể bảo vệ chính sức khỏe của bản thân mình và những người xung quanh. Thứ hai là chúng ta có thể bảo vệ được trái đất và cuối cùng là cho một cộng đồng lành mạnh hơn và một thế giới tươi đẹp hơn. Rất là nhiều những cái tổ chức khác trên thế giới cũng đang đưa ra những cái chiến dịch và các cái chương trình kêu gọi mọi người ăn chay hoặc là ăn thuần thực vật một ngày trong tuần để giúp bảo vệ trái đất, bảo vệ sức khỏe và bảo vệ động vật. Thì Trang muốn chia sẻ cụ thể hơn làm sao mà chúng ta có thể cùng hợp tác để xây dựng một hệ thống thức ăn bền vững hơn cho tương lai. Thì đối với tổ chức HSI cũng như là chiến dịch ngày thứ hai xanh tại Việt Nam thì tổ chức hoạt động và làm việc với rất là nhiều những trường học, trường đại học, các nhà máy hoặc là các công ty, nhà hàng và khách sạn để tổ chức các buổi hướng dẫn nấu ăn thuần thực vật hoàn toàn miễn phí và cung cấp những cái thông tin cần thiết để đối tác có thể thực hiện chiến dịch ngày thứ hai xanh tại nơi làm việc hoặc là tại trường học. Khi mà Trang hợp tác và làm việc cùng các trường học cũng như là các nhà máy và các công ty sản xuất và các công ty cung cấp bữa ăn thì các cái buổi huấn luyện nấu ăn thuần thực vật này được tổ chức cho đối tác hoàn toàn là miễn phí. Trong đó thì đầu bếp của chiến dịch ngày thứ hai xanh sẽ cùng hợp tác và xây dựng những cái công thức nấu ăn từ những cái yêu cầu cụ thể của đối tác và tổ chức các cái buổi huấn luyện trực tiếp hoặc là qua trực tuyến về kỹ năng về cách chế biến và các cái công thức nấu ăn các cái món thuần thực vật khác nhau. Trang chia sẻ một vài những cái thông tin rất là vui và ví dụ như là ở thành phố Hồ Chí Minh thì có một vài những cái trường học đã thực hiện chiến dịch ngày thứ hai xanh trong những năm vừa qua, ví dụ như là trường quốc tế châu Âu European International School đã thực hiện chiến dịch thứ hai không thịt ngày thứ hai xanh từ tháng 4 năm 2019 và mỗi ngày thứ hai thì trường sẽ phục vụ các cái bữa ăn trưa hoàn toàn là thuần thực vật cho các em học sinh, giáo viên cũng như là nhân viên của nhà trường. Ngoài ra thì khi chiến dịch thực hiện các cái buổi huấn luyện nấu ăn miễn phí cho những đầu bếp cũng như là những tham gia những cái khóa huấn luyện đầu bếp thì mọi người đều chia sẻ rằng là nấu ăn thuần thực vật là một cái rất là thú vị để có thể tìm hiểu thêm vì sẽ sử dụng các cái nguyên liệu thuần thực vật phù hợp và chế biến làm sao.
học để tổ chức những cái buổi chia sẻ về thông tin cũng như là làm sao để mà có thể thiết kế được một bữa ăn thuần thực vật đầy đủ chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Ví dụ như là đây là một cái chương trình mà trước đã thực hiện tại trường Olympia tại Hà Nội. Ngoài ra thì một ví dụ khác nữa về trường quốc tế International School Sài Gòn Pearl tại thành phố Hồ Chí Minh, trường đã thực hiện những cái poster treo ở trong trường và thông báo đến phụ huynh cũng như là đến các cái bé học sinh rằng trường sẽ phục vụ các bữa ăn thuần thực vật vào ngày thứ hai, là một cách để hướng đến một cái môi trường bền vững hơn cũng như là để bảo vệ trái đất và quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của các em học sinh cũng như là giáo viên và nhân viên của nhà trường. Cái thông tin cuối cùng mà Trang muốn chia sẻ đối với mọi người là khi thực hiện những cái hoạt động như vậy thì tổ chức HSI luôn luôn quan tâm đến cái tác động mà chương trình có thể thực hiện được khi hợp tác cùng với các trường học cũng như là các đầu bếp để tổ chức các cái buổi hướng dẫn nấu ăn cũng như là để cung cấp những cái bữa ăn thuần thực vật tại trường học. Đây là một cái ví dụ của chương trình thứ hai không thịt tại Mỹ trong một cái quá trình 5 năm từ năm 2012 đến năm 2017. Thì trong suốt 5 năm hoạt động như vậy thì chiến dịch đã hợp tác cùng với hơn 263 các cái quận trên toàn nước Mỹ, và trong đó có đến hơn 3.999.000 bữa ăn đã chuyển sang làm những cái bữa ăn không có thịt. Từ đó đã đưa ra những cái kết quả rất là đáng mừng, đó là có đến hơn 10 triệu động vật được cứu và đã giảm thiểu đến gần 600.000 tấn CO2 bị thải ra không khí và thải ra môi trường của chúng ta. Thì đây là một trong những cái số liệu mà Trang nghĩ nó mang đến một cái ý nghĩa rất là lớn, đó rằng là khi chúng ta thực hiện một bữa ăn thuần thực vật ngày trong tuần, có thể là mọi người sẽ nghĩ rằng ồ, chỉ một bữa ăn của mình thôi thì sẽ không thể nào thay đổi được gì nhiều. Tuy nhiên, nếu chúng ta cùng ăn những cái bữa ăn thuần thực vật như vậy với gia đình, với bạn bè, với công ty của mình, với nơi mình hoạt động làm việc hoặc là đi học, và dần dần chia sẻ và nhân rộng cái chương trình này nhiều hơn, thì những cái bữa ăn thuần thực vật đó kết hợp lại nó sẽ mang đến những cái tác động rất là lớn đến môi trường, đến động vật và đến sức khỏe của chúng ta. Thì để kết thúc cái buổi chia sẻ này thì Trang muốn gửi một vài những cái thông tin về Facebook cũng như là trang web của chương trình Ngày Thứ Hai Xanh Việt Nam. Trong đó thì chiến dịch có chia sẻ những công thức cũng như là những cái cách nào để chúng ta có thể bắt đầu ăn thuần thực vật một cách hợp lý và cân bằng hơn. Ngoài ra, nếu như các bạn muốn đưa chiến dịch Ngày Thứ Hai Xanh đến trường học hoặc là đến nơi làm việc của mình thì hãy gửi inbox cho chiến dịch Ngày Thứ Hai Xanh. Rất là mong rằng là chiến dịch Ngày Thứ Hai Xanh của chúng ta sẽ có thể được nhân rộng hơn, sẽ có những bữa ăn thuần thực vật tốt cho sức khỏe nhiều hơn và tốt cho môi trường cũng như là tốt cho động vật. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn có những câu hỏi thêm thì các bạn có thể gửi email cho Trang theo địa chỉ email ở trên màn hình. Cảm ơn các bạn. Vâng, xin cảm ơn chị Trang. Thì Green Monday là một cái chiến dịch trên toàn cầu về thúc đẩy mọi người ăn chay thường xuyên hơn và có những cái hành động thiết thực hơn. Thế nên là nếu như mọi người có tò mò muốn xem chiến dịch là gì thì các bạn có thể lên trang Facebook Green Monday Việt Nam để có thể tìm hiểu rõ hơn. Và bây giờ anh Thanh ơi, anh đã ổn định chưa ạ? Có, anh ở đây rồi em. Vâng, thế em xin mời anh chia sẻ bài của mình ạ. Thế trời, trước mình rất là xin lỗi các bạn vì internet nhà mình hôm nay nó không được ổn định cho lắm, và bây giờ thì có vẻ nó ổn định hơn thì mình sẽ xin được phép được tiếp tục. Thì trong chương trình ngày hôm nay nó là một trong một chuỗi trong các hoạt động của tháng 10 là ngày kỷ niệm ngày động vật trang trại thế giới, và nó được kỷ niệm và được chọn là vào ngày 2 tháng 10 hàng năm vào từ năm 1983 do tổ chức Farm Animal Rights Movement lựa chọn và phát động. Ngày 2 tháng 10 thực ra là ngày sinh nhật của Mahatma Gandhi, một trong những người mà rất là nổi tiếng trên thế giới kêu gọi sự bình quyền của quyền con người, nhưng mà ông cũng là một cái nhà hoạt động về bình đẳng giữa các giống loài với nhau, và có rất nhiều các cái bao gồm các loài động vật trên thế giới, và có rất nhiều tuyên bố của ông đã trở nên rất nổi tiếng và được sử dụng cho tới ngày nay. Và trong chương trình cụ thể ngày hôm nay vào đúng ngày 10 tháng 10 thì nó là ngày mà Liên minh châu Á vì động vật lựa chọn là ngày động vật trang trại thế giới, và nó hiện tại Liên minh châu Á vì động vật là một tổ chức, là một liên minh lớn nhất bao tập hợp của tất cả các tổ chức hoạt động về động vật bảo tồn và
phúc lợi động vật, quyền lợi động vật trên châu ở trên khu vực châu Á. Hiện tại liên minh này có gồm 23 thành viên sáng lập và hơn 350 thành viên đăng ký thường trực đối với liên minh này. Thì trong năm 2021 này thì sự kiện ngày hôm nay của chúng ta nó nằm trong cái chuỗi hoạt động đó và được tổ chức bởi đồng tổ chức bởi các thành viên như các bạn thấy trên màn hình, gồm tổ chức 50 by 40 có trụ sở ở Đức, and Mosaic Aquatic Life Institution, Sống Thuần Chay HSI và rất nhiều các tổ chức khác nữa. Và từ năm 2020 thì liên minh đã lựa chọn ngày 10 tháng 10 trở thành là ngày kỷ niệm động vật trang trại châu Á, của riêng châu Á. Nó gần sát với ngày động vật trang trại thế giới. Và năm nay là năm thứ hai chúng ta kỷ niệm cái hoạt động này. Mục tiêu là sẽ tổ chức ngày 10 tháng 10 hàng năm, và do đó chúng tôi cũng hy vọng là trong những năm tới các bạn cũng sẽ có tham dự cũng như là sẽ cùng chia sẻ được nhiều cái học hỏi được nhiều thông tin từ những cái buổi tọa đàm tương tự trong thời gian tới. Về động vật trang trại thì trên quy mô toàn thế giới nó là một cái số lượng rất là khó có thể tưởng tượng nếu mà chúng ta chưa từng nghe tới hoặc chưa từng tìm hiểu. Theo thống kê thì có tới 70 tỷ động vật, bao gồm bò, heo, gà, các loài động vật nuôi tại các trang trại công nghiệp trên toàn thế giới. Và như mọi người đã được giới thiệu trong các cái phần trình bày trước đó, cũng như là các thông tin mà có rất là nhiều trên các cái website cũng như fanpage của rất nhiều tổ chức và cá nhân, thì động vật nuôi tại các trang trại phải chịu đựng trong nhiều cái điều kiện rất là tồi tệ, thậm chí là thường là dưới cái mức trung bình, dưới mức tiêu chuẩn của cái loài đó thông thường. Ví dụ như động vật phải chịu đựng trong cái điều kiện rất là đông đúc, như gà có diện tích rất nhỏ và chật hẹp, dưới diện tích dưới một cái tờ giấy A4 chẳng hạn, hoặc là heo, lợn, heo, bò, rồi tất cả các loài động vật khác cũng đều có những cái vấn đề khác tương tự, bị nhốt trong các cái lồng sinh sản hay là bị tách khỏi mẹ từ sớm. Nhưng mà ngay cả trong cái quá trình vận chuyển thì động vật cũng bị nhồi nhét và cũng không được quan tâm tới các cái nhu cầu, và trong quá trình giết mổ thì cũng phải chịu đựng rất nhiều cái đau đớn và xin lỗi các bạn, mạng mình lại vừa rớt nữa nên mình sẽ xin phép tiếp tục. Đó là trên quy mô toàn thế giới. Còn tại Việt Nam thì Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia sản xuất các cái loài động vật nuôi tại trang trại làm thực phẩm cho con người này là quy mô lớn trên toàn thế giới. Ước tính ở Việt Nam theo thống kê của Bộ Nông nghiệp thì có năm 2019 có 19,6 triệu lợn được nuôi ở Việt Nam, và Việt Nam là nước sản xuất lợn xuất khẩu heo đứng thứ 6 trên thế giới, sau Trung Quốc, Mỹ, Brazil, Indonesia và một số quốc gia khác không bao gồm Indonesia, xin lỗi các bạn. Và tỷ lệ tiêu thụ thịt ở Việt Nam trung bình là 28,5 kg một người, cũng theo thống kê của tổ chức này. Và số lượng gà ở Việt Nam thì là khoảng 385,5 triệu ở hiện tại ở thời điểm 2019, và dự kiến sẽ tăng thêm nữa vào năm 2025 với cái con số được đưa ra là khoảng 500 triệu cá thể. Và mức tiêu thụ thịt gia cầm của Việt Nam cũng khá là cao so với thế giới, khoảng 13 ký trên một người một năm vào theo ước tính vào năm 2017, và đến năm 2027 thì con số này sẽ tăng khoảng 25% lên khoảng 17 kg. Thì để mọi người có thể hình dung rõ hơn về cái con số lượng thịt mà tiêu thụ người Việt đang tiêu thụ so với các nước khác trên thế giới như thế nào thì mọi người có thể nhìn trên cái bản đồ này, và có thể ở Việt Nam số lượng thịt tiêu thụ ở trên đầu người theo đầu người của người Việt Nam thì đứng ở
cái mức cao nhất ở cuối cái dãy số này, và so với các cái quốc gia khác trong khu vực hay trên thế giới thì mọi người có thể tưởng tượng, có thể thấy được cái sự khác biệt. Và những cái thông tin này thì và chúng tôi sẽ cũng có cái gửi link cho mọi người tới, và trong có trong cái phần tài liệu tham khảo của bài thuyết trình này. Thì trước cái vấn đề về tiêu thụ động vật với số lượng quá lớn như vậy thì khá là cao so với thế giới như vậy, thì trong những năm gần đây thì các chuyên gia dinh dưỡng hay là các nhà khoa bác sĩ ở và nhà khoa học Việt Nam đấy cũng bắt đầu đã có những cái cảnh báo về việc là tác động tiêu cực của việc tiêu thụ số lượng lớn như vậy, không chỉ tới môi trường hay tới phúc lợi động vật như các thông tin mà các bạn đã nghe trước đó, mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người tiêu dùng nữa. Thì với cái tư cách cá nhân, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi điều này ở cái cấp độ như từng người trong các bạn ngày hôm nay, và cũng như rất nhiều cái thông tin mà rất là đáng khích lệ như Quỳnh chia sẻ, từ một cá nhân có cái mong muốn được tìm hiểu hay là tự tìm hiểu và đưa ra những cái thay đổi, đồng thời lan tỏa những thay đổi đó cho cộng đồng, thì chỉ những cái hành động nhỏ đó nó có tác động rất lớn. Hay như những chia sẻ của Trang của trong phần HSI của anh Scott có nói, chỉ những cái thay đổi về một bữa, thay đổi ăn thực vật một bữa một tuần thôi, các bạn cũng có thể tạo ra những cái thay đổi rất là tích cực. Và nếu mà chúng ta lan tỏa được cho cộng đồng, chỉ cần một người thay đổi trong vòng một tuần mà thôi, và cái số lượng nó lớn lên, thì cái tác động cộng hưởng của nó tới trái đất, tới môi trường, tới động vật sẽ rất là tích cực. Những cái vấn đề về chăn nuôi thì tôi cũng không muốn giới thiệu nhiều với mọi người nữa, bởi vì có trong các nội dung trước đã có rồi, nhưng mà đây là một cái video mà để các bạn có thể tưởng tượng rõ hơn về cái ngành công nghiệp về tại cái tình trạng nuôi lợn ở các trang trại, nhà máy. Thì hoặc là chúng ta có rất nhiều những cái hình ảnh để mà so sánh được về cái tác động của cái việc tiêu thụ thịt động vật tới các cái loài động vật khác như thế nào. Với như trong cái hình ảnh các bạn có thể thấy là chúng ta hầu như tiêu thụ động vật nó rất là so với cái độ tuổi tự nhiên của các loài động vật, có thể so sánh một cái hình ảnh nó hơi man rợ một chút, nhưng mà dường như là chúng ta đang ăn những đứa em bé động vật, tại vì cái tuổi thọ của động vật để ở thời điểm mà con người tiêu thụ nó rất là nhỏ so với cái tuổi thọ tự nhiên của các loài động vật. Và cũng như tôi cũng đồng tình với tất cả các diễn giả khác, việc giảm tiêu thụ thịt và sữa mà mỗi người hoàn toàn có thể lựa chọn thay đổi được, nó có những cái tác động rất là lớn, và nó hoàn toàn có thể đảm bảo cho các bạn có được đầy đủ sức khỏe và dinh dưỡng từ các cái nguồn thực vật hay là từ các cái nguồn đạm nhân tạo khác ngoài thực vật. Vì trong ở cái thế giới hiện tại thì rất là nhiều các nhà khoa học cũng đã đưa ra cái kênh sáng chế các cái công nghệ nó hoàn toàn có thể thay thế, ví dụ như thậm chí là thịt nhân tạo nó chỉ sử dụng một cái mô động vật nhưng mà không hề gây đau đớn cho động vật, không có cái sự tàn ác trong cái quá trình sinh sản, nuôi nhốt, vận chuyển hay là giết thịt. Thì nó cũng có thể là một cái hướng đi trong tương lai, một cái lựa chọn trong tương lai cho những bạn mà có mong muốn thay đổi nhân đạo đối với động vật hơn. Và con đường mà chúng tôi cũng như rất là nhiều các bạn, nhiều diễn giả khác đã đi qua thì cũng không khác gì nhiều so với các bạn. Chúng tôi đều là những người mà được sinh ra không phải là đã ăn thuần chay sẵn, mà cũng đều được nuôi lớn bằng đạm của động vật. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được cái điều đó từ cái thời điểm hiện tại. Từ khi các bạn có cái mong muốn tìm hiểu về những cái vấn đề mà động vật phải trải qua, tới tác động tới sức khỏe của mỗi bản thân chúng ta, tới người thân của mình hay tới môi trường, thì những cái điều đó thì nó sẽ là một cái động lực để giúp cho các bạn có thể vững chãi hơn, hoặc là có thể mạnh mẽ hơn trên cái con đường mà thay đổi cái lối sống của mình để hướng tới thân thiện hơn với môi trường và với động vật. Thì, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và nếu các bạn có câu hỏi gì tôi sẽ sẵn sàng trả lời.
đây là một số tài liệu tham khảo mà các bạn có thể tìm hiểu, và chúng tôi có thể sẽ chia sẻ những cái tài liệu này đối với các bạn. Em xin cảm ơn anh Thanh. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần trả lời câu hỏi nhé. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì các bạn có thể đặt trực tiếp vào trong phần hộp chat để mọi người có thể tổng hợp lại và gửi đến các vị diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. Thì bây giờ để em bắt đầu câu hỏi đầu tiên nhé. Câu hỏi đầu tiên là em xin dành cho anh Thanh ạ. Thì em được biết là anh Thanh đã ăn chay từ rất lâu rồi đúng không ạ? Và cũng đã làm việc trong một cái môi trường phi chính phủ về vấn đề phúc lợi động vật từ rất lâu rồi. Thì theo anh ý, thì chính phủ của chúng ta hiện nay ý, thì cần có những cái biện pháp gì để khuyến khích và thúc đẩy người dân ăn chay nhiều hơn nữa? Vâng, một câu hỏi rất là hay ạ. Thì bản thân mình thì ăn chay được khoảng cũng 10 năm nay. Cũng như mình nói với đã phần trong phần chia sẻ thì từ nhỏ mình không phải là người ăn chay từ nhỏ, và chỉ thay đổi khi mà mình đã trưởng thành và biết được cái vấn đề của nó, và mình có những cái quyết định là cần phải thay đổi, và mình đã thay đổi. Nó cũng không hề khó khăn gì như các cái bài chia sẻ trước đó của Scott hay là của Quỳnh. Về ban đầu thì tại cái thời điểm mình bắt đầu nó hơi khó khăn một chút, khi mà cái số lượng các cái nhà hàng hay là các cái thông tin về dinh dưỡng thuần thực vật nó chưa được nhiều, như không có sẵn như bây giờ, như cái cuốn sách của Quỳnh vừa chia sẻ và 30 phút ăn chay, và có rất nhiều cái tài liệu khác nữa. Nhưng bây giờ thì những thông tin này nó rất là phổ biến, và được một là được chuyển ngữ, và thứ hai nữa là được có rất nhiều cái nhân chứng chứng thực, và cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ hỗ trợ các bạn như các diễn giả đây hoặc như chúng tôi. Tuy nhiên là cái số lượng người ăn chay ở Việt Nam ăn thực vật thì nó chưa thành một cộng đồng lớn mạnh, và về mặt chính sách hay là các cái tuyên bố của các cái văn bản nó cũng chưa có cái xác nhận về cái sự gọi là như ở các quốc gia khác, như ở Trung Quốc thôi, cái số lượng trước cái việc tình trạng béo phì hay là cái bệnh tim mạch nó rất là cao, thì chính phủ Trung Quốc cũng đã khuyến cáo mọi người nên giảm ăn thịt, và các rất nhiều các quốc gia khác như Canada hay là Hoa Kỳ hay là nhiều quốc gia mà các bạn có thể tìm đọc được. Ở Việt Nam thì chưa có, và mục tiêu của chúng tôi là trong thời gian tới cũng sẽ làm việc với các cơ quan của nhà nước để cụ thể là Viện Dinh dưỡng Quốc gia để có được những cái tuyên bố của họ về, hoặc là những cái khuyến cáo của họ. Hiện tại thì đã một số cá nhân cũng đã đưa ra, như trong các bài báo các bạn thấy và tôi cũng có trích dẫn trong phần thuyết trình, thì đã có các tuyên bố ở quy cấp cá nhân và những người mà đã nghỉ hưu thôi. Nhưng chúng tôi cũng mong muốn là trong thời gian tới các cơ quan chức năng có thể đưa ra được những khuyến cáo này. Và đây là một trong những mục tiêu mà cái nhóm hoạt động về phúc lợi động vật trang trại, bao gồm HSI, Tổ chức Động vật Châu Á, Sống Thuần Chay, và hy vọng là sẽ có sự tham gia của Quỳnh và rất nhiều các tổ chức khác nữa. Mục tiêu trong năm nay sẽ tổ chức được một cái hội thảo đó, và với các cơ quan nhà nước đưa ra cái khuyến cáo cần thiết, và như Hường có nói. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Câu hỏi tiếp theo là sẽ dành cho anh Scott nhé. Hi Scott. Hello. Okay. Sống Thuần Chay was established since 2018, right? Yeah. Yes. So over 3 years, and in an interview, I heard that you said that you don't want to see a number on the screen, a number of the result on the screen. Mm-hmm. Yes. Yeah. Yes, and you want to see more vegan options in the supermarket or in restaurant. So, yeah. Have you seen any changes that you want to see in Vietnam? Have I seen those changes yet? I mean, I think I see more investment in, like I said in the presentation, I see more investment in vegan products. I see more vegan companies trying to create vegan products. I'm not that attuned to the Vietnamese economic newspaper, so maybe we can look into that.
But also from our own side, we see over 100 people per day sign up for our vegan challenge. So that that also makes me happy as well. We see the interest is there. Lots of people want to go vegan. And yeah, it's hopefully we can influence that change. A lot to say, sorry. Anh Scott, mình sẽ dịch qua. Anh Scott nói là anh ấy đã có nhìn thấy rất là nhiều những cái phản hồi tích cực. Anh ấy đã thấy những cái sản phẩm thuần chay này, những cái lựa chọn thuần chay, những công ty thuần chay như là vegan meat à? Anh ấy cũng yes. Và anh ấy cũng có sống thuần chay, cũng có những cái challenge như là 7 ngày thuần chay, và anh ấy đã có, anh ấy nói là có khoảng 100 người theo đăng ký các ngày, thế nên là cũng rất là nhiều người quan tâm đến vấn đề này, thế nên anh ấy đã thấy những cái phản ứng rất tích cực như thế. Và câu hỏi tiếp theo em muốn dành cho chị Quỳnh ạ. Thì chị Quỳnh hiện nay đang là tác giả của một cuốn sách Quỳnh ăn chay, và cũng có một trang web và một cái blog Facebook nơi mà chị chia sẻ những cái thông tin và những cái công thức nấu ăn chay, đúng không ạ? Thì chị cũng có rất là nhiều những cái chia sẻ với mọi người, thì chị đã bao giờ chị gặp một cái trường hợp nào đó mà họ có những cái nhìn phiến diện về vấn đề ăn chay, và chị đã thuyết phục họ như thế nào ạ? Chắc là có rất là nhiều trường hợp muôn hình vạn trạng. Có thể là về cái việc nuôi bé ăn thuần chay chẳng hạn, thì thực ra theo chị thì nếu mà một người có quan điểm khác mình thì chị cũng không cố gắng quá là việc phải đối đầu với họ, phải cố thuyết phục họ theo ý của mình, mà mình chỉ đưa ra cho họ những cái lựa chọn thôi. Tức là chị có giải thích là việc ăn thuần thực vật thì có những cái lợi ích như thế này cho bé, và bé vẫn phát triển rất là tốt. Hoặc là nhiều quốc gia như là Bhutan hay là Israel thì có những vùng mà người ta có truyền thống ăn chay, thì trẻ ăn chay từ trong bụng mẹ và sau đó lớn lên phát triển vẫn rất bình thường, rất thông minh, khỏe mạnh và thành công. Thế nên là mình đưa ra để họ tham khảo, rồi sau đó thì họ sẽ suy nghĩ, cân nhắc, và thực ra quyết định thì vẫn là ở mỗi người thôi. Nhưng mà chị thấy là nó cũng đúng với cả mẹ chị luôn, bởi vì là cái hành trình của chị chia sẻ, chị thuyết phục, và rất nhiều người đã thay đổi. Tuy nhiên thì đến mẹ đẻ của chị thì lại là người thay đổi khá là muộn, bởi vì là nhất là những người ta lớn tuổi thì người ta có cái định kiến rất là nặng nề từ xưa đến nay rồi. Và kể cả khi mình đưa cho họ những cái kiến thức đấy thì họ cũng sẽ từ chối chấp nhận, họ không muốn lắng nghe. Và cái việc mà chị làm đó là thay đổi bản thân mình trước. Và khi mà mình ăn, mình khỏe mạnh, mình trông rạng ngời, rồi đó là một cái minh chứng rõ ràng nhất, thì khi đó mẹ chị mới bắt đầu là à, thế thì có vẻ nó cũng không tệ như mình nghĩ. Rồi chị bắt đầu chị nấu cho mẹ chị ăn thử những cái món ăn. Và cho đến thời điểm này thì chắc là bà đang thay đổi được khoảng 70-80%. Thì chị nghĩ đấy là một cái mức đột phá rất kinh khủng rồi. Bởi vì là lúc trước là bà gần như là cự tuyệt và không đồng ý lắng nghe về cái việc là ăn thuần chay nó có lợi ích như thế nào. Thì chị nghĩ là tất cả những cái hành trình đấy thì chúng ta hãy cứ từ từ, và không cần phải quá khắc nghiệt ngay từ đầu, thì người ta cũng sẽ đề phòng với mình, và mình cứ lan tỏa và cảm hóa dần dần thôi. Dạ. Thì em thấy là hiện giờ cũng có rất là nhiều người có những cái nhìn phiến diện về vấn đề ăn chay ấy ạ. Ví dụ như em, hoặc từ khi em quyết định là em sẽ chuyển sang ăn chay thì bố mẹ em cũng rất là phản đối, tại vì sợ em bị thiếu chất này, hoặc là sợ em bị ở sau đó. Nhưng mà dần dần ấy thì khi mà trải qua nhiều thời gian hơn thì chính bố mẹ em cũng thay đổi, và cũng tại vì cũng lo cho con, em muốn tìm hiểu những cái công thức ăn này hoặc gì để nấu cho con ăn, thì từ đó bố mẹ em cũng tham dự vào và cũng bắt đầu ăn chay thường xuyên hơn. Trước kia chỉ có 4-5 ngày thôi, thì bây giờ 1 tháng 8 ngày như vậy. Cuộc cách mạng rồi. Dạ. Thì em ở đây em thấy một câu hỏi nữa em muốn dành cho anh Thanh ạ, của bạn Huỳnh Trần Huy. Thì bạn có nói là ăn chay cũng là kiểu ăn chay cũng là một cách để giảm thiểu những chất thải động vật. Em muốn hỏi là liệu xu hướng ăn chay có ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi của Việt Nam không? Thì em thấy hiện nay thì Việt
Nam chủ yếu tập trung vào việc nâng cao tỷ trọng ngành chăn nuôi và giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, và Việt Nam và một số nước vẫn coi trọng chăn nuôi là một nền kinh tế quan trọng. Có thể nói với bạn là cái xu hướng ăn chay nó đang ngày càng lớn mạnh và nó trở thành một cái xu hướng có thể coi là khó có thể cản nổi trên phạm vi không chỉ ở châu lục mà trên toàn thế giới nữa. Do đó xu hướng sắp tới vì ngày càng có nhiều người nhận ra cái tác hại của cái việc ăn chay hoặc ăn động thịt động vật đối với môi trường, nó tàn phá thiên nhiên và đối với sức khỏe của con người. Và cũng đúng là đối với nhiều quốc gia, nhiều chính phủ thì tại những cái thời điểm nhất định họ cũng ưu tiên về các cái giá trị, về cái lợi ích kinh tế, về cái thu nhập của người dân để đảm bảo được cái giá trị GDP đầu người. Tuy nhiên là về lâu dài thì đây là một cái định hướng nó có cái chiến lược ổn định hơn và bền vững hơn. Đối với các hộ gia đình nhỏ lẻ hay các doanh nghiệp thì hiện tại họ cũng đã nhìn thấy cái xu hướng này, và ngoài những cái sự thay đổi của từng cá nhân thì các cái tổ chức quốc tế cũng làm việc với các nhà sản xuất thịt hoặc là trứng để họ chuyển đổi sang cái mô hình nó có thể bền vững hơn, nó mang lại cái lợi ích cho cả con người, cả động vật và lợi ích kinh tế của các nhà sản xuất nữa. Ví dụ như cái mô hình là chăn nuôi nhân đạo hơn đối với động vật như thả rông, gà thả rông và không nuôi nhốt trong cái lồng gọi là cage free hoặc là cái trứng nhân đạo. Thì đây là cái trào lưu mới, và nó không, những cái nhà máy đó thì không hề giảm đi cái thu nhập, mà cái giá trị nó đối với dinh dưỡng với người tiêu dùng nó cũng được đảm bảo hơn khi mà cái tỷ lệ kháng sinh trong các cái sản phẩm từ những cái động vật mà chăn nuôi đó ít hơn, nó ảnh hưởng tích cực hơn đối với sức khỏe của người dùng, và động vật thì sống hạnh phúc hơn trong cái giai đoạn đó. Tuy nhiên là cái việc tác động về lâu dài thì nó sẽ vẫn hướng tới cái việc một là đảm bảo được cái sức khỏe của người tiêu dùng, thứ hai là bớt tàn ác với động vật, thì cái xu hướng ăn chay nó đang ngày càng lớn mạnh hơn. Như mọi người có thể thấy, ngay cả những chuỗi công nghiệp lớn như KFC hay là McDonald's thì họ cũng đã có những sản phẩm thay thế cho thịt động vật, và ngày càng nhiều chiếm cái tỷ trọng ngày càng lớn nữa. Sau đó thì mọi người cũng nên chuẩn bị cái tinh thần hoặc cái sẵn sàng cho những cái sự chuyển đổi đó. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Thì trong phần bốc hộp chat thì em cũng đã thấy cũng có thấy rất nhiều những cái bạn hỏi về vấn đề dinh dưỡng khi ăn chay ạ. Thì trong cái đợt dịch như thế này, khi mà chúng ta giãn cách xã hội thì việc đi chợ này hoặc là đi siêu thị để mua rau củ ăn chay cũng rất là khó. Thì chị Quỳnh, chị đã trong cái thời điểm như thế chị đã tìm những cái nguồn cung cấp thực phẩm ăn chay ở đâu ạ? Ví dụ như là trong những cái lúc mà tiếp cận khó khăn như vậy thì chị đã làm thế nào để có thể giải quyết được vấn đề này ạ? Thực ra chị thấy ăn thuần thực vật nó là một giải pháp vừa bền vững và nó còn an toàn trong những cái thời kỳ như đại dịch rất là nhiều. Bởi vì giả dụ như mình ấy thì cái thực phẩm chính nó không chỉ có rau củ đâu, mà nó sẽ là các nhóm ngũ cốc này, đậu đỗ này và các loại hạt. Thì ba cái nhóm này nó đều là thực phẩm khô, nó tích trữ được rất là lâu. Và cái nó khác hẳn với thịt cá nhá. Thịt cá là đôi khi chúng ta để ở ngăn mát mấy ngày nó đã hỏng rồi, chúng ta cũng phải cấp đông. Và trong cái đợt dịch thì mua thịt cá đôi khi nó còn rất là khó. Tuy nhiên thì mua những cái thực phẩm ngũ cốc, đậu đỗ, hạt thì chúng ta có thể mua với cái số lượng lớn, giá thành sẽ rẻ hơn. Rồi sau đó thì chúng ta cái thời gian tích trữ nó cũng sẽ lâu hơn, và nấu nướng nó cũng sẽ rất là nhàn, rất là tiện. Bởi vì là khi mà chúng ta chế biến thịt cá đôi khi nó sẽ là rất là tanh ấy. Và nếu mà các bạn tìm hiểu thì trong thịt cá nó có rất là nhiều những cái mầm bệnh. Và bản thân cái bệnh COVID nó cũng là từ động vật, mà đa số những cái đại dịch mà từ xưa đến nay, từ trong lịch sử đến nay cũng đều là từ động vật.
hầu hết là như thế. Thế nên là thực ra ăn thuần thực vật vừa là một cách bảo vệ sức khỏe, và nó chế biến rồi cái nguồn cung cấp thực phẩm nó cũng dễ hơn rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần tìm một cái địa chỉ mà người ta cung cấp thực phẩm khô thôi. Trong suốt đại dịch thì tất cả những nơi bán thực phẩm khô thì còn đều được vận chuyển cơ. Đôi khi thực phẩm tươi, thịt cá, thứ vận chuyển còn khó, thực phẩm khô vận chuyển cực kỳ dễ. Thế nên là mình vừa có thể tích trữ ở trong nhà và để có thể ăn được bất kỳ lúc nào chúng ta cần. Còn rau củ thì mình nghĩ nó cũng là một phần thôi, và nó là một phần tư, chiếm một phần tư trong số cái đĩa thức ăn đấy. Thế nên là đôi khi mình cũng có ăn rau, đôi khi thì ít thì mình ăn ít, còn kiếm được thì mình ăn nhiều. Còn lại thì mình nghĩ cái thực phẩm chính cho con người thì nó vẫn là ngũ cốc. Dạ. Xin cảm ơn chị. Thì câu hỏi tiếp theo mà em nhận được ở trong form em muốn dành cho anh Scott. And Scott, you were born and raised in the UK, a Western country. So yes. did it hurt at the first time when you decided to completely change to a vegan diet? And did your family oppose it, and how you convinced them to, and the people around you? Interesting question. I'm trying to think how I can say it very short so it's easy for you to translate. No, my parents supported the decision, but I think that my family and perhaps my culture are a little bit different. Where we, you know, we accept that when people are 18, they can make their own life choices, so that's quite easy. And yeah, they support the decision. My parents are vegetarians now, so I think they understand it, so that's helped. But for Vietnamese people, I think the challenge is a little bit difficult. That's why I have a team to help me with that, and we also have Gwen and Animals Asia to address those concerns. Thì anh ấy có nói là bố mẹ anh ấy rất là ủng hộ anh ấy việc ăn chay, và văn hóa gia đình của anh ấy cũng khác với ở UK, nên là cái việc anh ấy chuyển sang ăn chay thì cũng khá là dễ dàng. Thì bên hiện nay thì bố mẹ của anh ấy cũng đã là người ăn chay rồi, và ở Việt Nam ấy thì cái vấn đề ăn chay này khó hơn, và đấy là lý do tại sao mà anh ấy sáng lập lên Sống Thuần Chay và anh ấy tham dự vào buổi tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay. Em không biết là có dịch thiếu chỗ nào không ạ. So after 3 years run a vegan organization, so mm-hmm. what is the biggest challenge you have to face up when you run a vegan organization in Vietnam? Another interesting question. What is the biggest challenge? Wow. I mean, yeah, I think it's like me, what we are opposing is the meat industry is the way that everyone, you know, is something that everyone accepts as natural. But I think that's a problem for the world, not only Vietnam. I think our challenge is we want people to understand veganism, and I think that people get confused, and we try our best, but we really want people to see that, okay, this is vegan, and this is why, you know, it means no animal products. And sometimes people get confused. Some people think that we are a restaurant. Some people say, oh, I'm on your website. Where are your meal plans? Where is your link to buy food? So perhaps those are the biggest kind of issues that we have, is that people don't fully understand veganism, or they don't understand our purpose. Thì anh ấy muốn nói là ở cái nền công nghiệp thịt hiện nay ấy, thì cũng rất là phổ biến ở không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, và mọi người coi việc ăn thịt là một việc rất là tự nhiên. Thế nên là anh ấy muốn mọi người hiểu hơn về vấn đề ăn chay như thế nào, các cái công thức ăn chay này, và
Và đấy là cái lý do tại sao anh ý sáng lập lên sống thần chay. Ôi, anh ấy nói dài quá, mình quên mất rồi. Nhưng anh có thể bổ sung hộ em được không ạ? Mình không nốt kịp. Anh còn nói là những cái khó khăn nữa thì bao gồm là mọi người theo dõi thì có thể đòi hỏi những cái thông tin hoặc là hiểu nhầm về cái mục đích hoạt động của sống thuần chay ấy, và mọi người đòi hỏi những cái công thức hoặc là hỏi cái chỗ mua sản phẩm là liệu các anh ấy cũng có cung cấp sản phẩm nữa hay không ấy. Và thay vì là coi như một cái nguồn thông tin sống thuần chay như một cái nguồn thông tin nữa, đấy là cái phần mà có cái bổ sung. Dạ. Thì em cũng thấy có một câu hỏi nữa ở trong phần bốc chat hiện nay của bạn Huỳnh Trần Huy, đó là bạn ý muốn nói rằng là những người ăn chay theo quy định tôn giáo thường nghĩ rằng ăn thịt là không tốt và làm gia tăng vấn đề giết hại động vật. Điều này cũng làm dấy lên những cái xung đột giữa hai nhóm là người ăn chay và ăn thịt. Thì anh chị đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ? Em xin mời anh Thanh trả lời đầu tiên ạ. Vấn đề này cũng khá là khó khăn đấy, tại vì khi mà nói đến tôn giáo thì nó là một cái vấn đề rất là nhạy cảm và nó không dễ tìm ra được một cái điểm chung. Và thực tế ra trong xã hội con người thì nó là cái nguyên do gây xung đột rất là lớn nữa giữa các tôn giáo với nhau. Tuy nhiên là theo quan điểm của mình cũng như theo cái tìm hiểu của cá nhân mình ấy, thì các tôn giáo đều hướng con người tới cái sự chân thiện mỹ và hướng con người tới cái lòng từ bi và sự tôn trọng đối với các cá nhân khác cũng như đối với tự nhiên. Thì trong tự nhiên đây thì bao gồm các cái loài động vật nữa và các yếu tố khác xung quanh chúng ta. Thì đây là cái điểm mà nó có thể giải quyết được khi mà mọi người tôn trọng các loài động vật. Thì cho nên cái việc như mọi người ăn chay hoặc giảm cái việc giết hại động vật hay đối xử nhân đạo hơn đối với động vật qua những cái thay đổi về hành vi của mình ấy, về lối sống của mình, nó cũng phù hợp với tất cả các tôn giáo nói chung. Chị Quỳnh có muốn ý kiến gì không ạ? Với mình thì mình nghĩ là chắc là không chỉ có giữa những người ăn chay và những người ăn thịt đâu, mà riêng trong cái trường phái ăn chay thôi mà cũng đã vô vàn rồi. Ví dụ như là có nhiều người hỏi là tại sao ăn chay này lại có hành tỏi thế này, tại vì những trường phái ăn theo tôn giáo là kiêng ngũ vị tân mà. Hoặc là có nhiều người bảo là tại sao ăn chay tưởng được ăn trứng sữa, mà tôi ăn trứng sữa thì kệ tôi. Thì đúng là như thế, thì mình nghĩ là chắc là câu trả lời cho tất cả những cái xung đột thì chắc là mình ăn với một cái tâm không phân biệt thôi. Bởi vì là mỗi người, cái việc ăn uống nó là quyết định cá nhân của mỗi người, mình không thể bắt ai theo ý mình được, thì mình cũng tôn trọng người ta. Và sau đó thì khi mà họ nhận thấy những cái ích lợi ở một khía cạnh nào đấy, ví dụ sức khỏe, động vật hay là môi trường, thì họ sẽ dần dần thay đổi. Và chúng ta hãy chấp nhận cái sự khác biệt đấy. Bởi vì là riêng trong trường phái ăn chay thì mọi người đôi khi cũng tranh luận. Nhưng mà mình nghĩ là mỗi người thì đều có lý do để tại sao họ lại ăn như vậy. Thế nên là chúng ta cứ ăn với một cái tâm hỷ, một cái tâm không phân biệt. Thì mình nghĩ là bản thân mình ăn mình cũng hạnh phúc và mình cũng lan tỏa được cái năng lượng này cho mọi người. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một câu hỏi cuối cùng trước khi kết thúc buổi tọa đàm ngày hôm nay ạ. Câu hỏi này đến từ một bạn gửi đến form đăng ký. Thì hiện nay thì Việt Nam mình cũng đã bắt đầu có những cái luật về chăn nuôi động vật, ví dụ như là luật chăn nuôi mới được áp dụng gần đây ấy. Thì về vấn đề chăn nuôi và giết mổ động vật, vậy thì theo anh Thanh, trên thực tế thì đạo luật này có phù hợp với bối cảnh của Việt Nam hay không, và Việt Nam mình đã áp dụng cái đạo luật đấy như thế nào rồi ạ? Nó cũng hiện tại thì Việt Nam đang có hai cái luật mà nó quy định về đối xử nhân đạo đối với động vật, đó là luật chăn nuôi 2019 và luật thú y 2015. Nhưng mà nó có mới được sửa đổi và cũng có bắt đầu có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2021. Thì các cái luật này đều có quy định như là từ điều 21 trong luật chăn nuôi hoặc là điều từ 69 đến 72 trong luật thú y. Ngược lại, xin lỗi, luật điều 21 trong luật thú y và từ 69 đến 72 trong luật chăn nuôi, thì nó quy định về cái không đối xử nhân đạo đối với động vật trong cái quá trình giết mổ, vận chuyển và không gây đau đớn cho động vật trong cái quá trình đó.
thì điều này nó hoàn toàn, thứ nhất là về trên phạm vi toàn cầu thì nó là một cái xu hướng mà Việt Nam khi mà tham gia vào cái trong cái quá trình thương mại quốc tế thì phải tuân theo các cái quy định luật chơi của toàn thế giới, và Việt Nam cũng phát triển các cái quy định này để nó phù hợp với những cái quy định đó. Vì như các bạn cũng có thể tìm hiểu là quốc tế các quốc gia ở châu Âu hoặc ở châu Úc quy định rất là chặt chẽ về cái đối xử nhân đạo đối với động vật, và thậm chí cái việc mà xuất khẩu động vật sống hiện tại cũng đang bị cấm ở rất nhiều quốc gia, do cái những cái hoạt động vô nhân đạo trong hoặc thiếu nhân đạo trong cái quá trình vận chuyển. Thì Việt Nam tham gia với thay đổi những cái điều luật này nó hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh đó. Và ở trong bối cảnh trong nước thì nó cũng phù hợp khi mà trong những năm gần đây cái mối quan tâm của cộng đồng về cái đối xử nhân đạo hay là chống tàn ác của động vật nó ngày càng lớn mạnh. Và theo những cái khảo sát ấy thì nó là cái mối quan tâm về bảo vệ thiên nhiên môi trường hay động vật nó có ở cộng đồng trẻ với trẻ Việt Nam nó còn cao hơn cả cái mối quan tâm về tự do ngôn luận ở Việt Nam. Do đó là đây là một cái đáp ứng rất là kịp thời và đúng đắn của các cơ quan nhà nước, cơ quan chức năng về cái vấn đề có những cái quy định để bảo vệ động vật này. Cái việc thực hiện từ luật cho tới thực tế thì nó còn một cái quãng thời gian khá là xa để có thể kịp phổ biến được cho tới cộng đồng, cũng như là khi các những người mà thực thi pháp luật họ hiểu đúng đắn hoặc là áp dụng được đầy đủ. Tuy nhiên là cũng đã bắt đầu với những cái quy định đó thì chúng người dân có cái cơ sở để mà báo cáo hay là để tạo ra cùng với các cơ quan chức năng có thể tạo ra những cái thay đổi cần thiết trong xã hội. Xin cảm ơn anh Thanh ạ. Thì vừa rồi anh Scott có gửi lên một bức ảnh về vitamin B12, nơi một số hãng mà các bạn có thể tham khảo, ví dụ như là Vinastoy này, Revive này, tại vì phần chat không cho gửi ảnh lên, thế nên là các bạn có thể tải bức ảnh đấy về để xem lên một số những cái nguồn cung cấp vitamin B12 đầy đủ nhé. Thì rất cảm ơn các bạn đã tham dự buổi tọa đàm ngày hôm nay. Cảm ơn anh Scott. Thank you Scott. Thank you very much, Hương. Yes. Cảm ơn anh Thanh và em cảm ơn chị Quỳnh đã tham dự buổi nói Rất chuyện ngày cảm ơn Hương. dạ Thank you, Scott. thank you Gwen. Oh, thank you everyone. It's great. Great to be Cảm here. ơn mọi người. Vâng, Thank you thì everybody and nếu như các bạn muốn tham, nếu có cần thêm những cái kiến thức về ăn chay thì các bạn có thể lên trang fanpage hoặc là website của Sống Thuần Chay hoặc là của Vegan Q là chị Quỳnh ăn chay đúng không ạ? Để mọi người có thể đọc thêm và đọc hiểu thêm những cái thông tin rất là bổ ích về vấn đề ăn chay. Cảm ơn mọi người vì đã tham dự buổi tọa đàm ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người vào một buổi gần nhất. Bye. Bye bye.